Vương Phi đa tài đa nghệ, hạ thương mai. chương 271, từ đường xảy ra chuyện. Tây môn hiểu Nguyệt nhìn bà ta chằm chằm, người nói cái gì? Nguyệt nhung phu nhân lại quay người đi, nếu phu nhân đã không chào đón ta, vậy ta đi là được rồi. Tây môn hiểu Nguyệt bước nhanh về phía trước ngăn cản bà ta, lạnh lùng nói, nói rõ ràng mọi chuyện, tiểu thư nhà họ lâm cái gì? Kẻ trước ngã xuống, người sau tiến lên mà gả vào cái gì? Nguyệt Nhung phu nhân vuốt lọn tóc mai, so với Tây Môn Hiểu Nguyệt đang tức đến nổ phổi, bà ta lại vô cùng bình tĩnh, phu nhân không biết sao. Tướng phủ lại muốn tổ chức tiệc cưới, lần này là cưới cháu gái của Lâm Thị Lang, Lâm Đại Tiểu Thư. Tây Môn Hiểu Nguyệt nheo mắt lại, ta không tin, ngươi là đang nói bậy nói bạ. Tin hay không tùy ngươi, ta cố ý đến không phải là để diễu võ dương oai, chỉ là muốn nói cho ngươi một số sự thật, dù sao ngươi đã từng thật lòng đối xử với oanh nhiễm, chớ để bị người ta lừa gạt rất nhiều người trong kinh thành đều đã biết chuyện của tướng phủ và nhà họ lâm chỉ có ngươi giúp ở chỗ này không biết mà thôi tây môn hiểu nguyệt cười lạnh ta lại không biết ngươi là hạng người gì sao còn có lòng tốt đến cảnh báo ta như vậy nguyệt nhung phu nhân lắc đầu ngươi thích tự rước lấy nhục ta cũng không ngăn cản ngươi được nói xong xoay người lên kiệu trái tìm tây môn hiểu nguyệt đập loạn thình thịch hoảng sợ vọt lên tận não rõ ràng ông ta son sắt thêm muốn cưới mình vào cửa vì sao lại xuất hiện một tiểu thư nhà họ lâm sẽ không nhất định là trần nguyệt nhung cố ý đến chọc tức nàng ta chia rẽ bọn họ trần nguyệt nhung chính là một tiểu nhân ác độc âm hiểm phẩm hạnh tồi tệ nhất định là như vậy tây môn hiểu nguyệt nghĩ là vậy nhưng trong lòng lại không bình tĩnh nổi nàng ta không có cách nào lừa mình dối người bởi vì nàng ta có thể cảm nhận được xa cách của hạ hòe quân đối với nàng ta Audio điện tử võ tấn bền Người đâu, nàng ta quát lên một tiếng với ngoài cửa Có, một tên sai vặt tiến lên chắp tay nói Người ra ngoài hỏi thăm một chút Có phải tiểu thư nhà họ lâm muốn gả cho tướng ra làm vợ hay không? Tây môn hiểu nguyệt phân phó Tên sai vặt trả lời, vâng Khu bệnh dịch Trong từ đường có một bệnh nhân cương thị Tên là Lý Nhị, đã bị giam giữ 7 ngày rồi Sinh mệnh đã đến hơi thở cuối cùng Thiếu niên 16 phụ thân chết sớm, là mẫu thân một tay nuôi lớn. Tình trạng của cậu ta khá giống Vương Du, huynh trưởng cũng bị chết trên chiến trường. Lý nhị là bị nhị thúc của cậu ta cắn, nhị thúc hắn ta đã chết, sau 10 ngày phát bệnh thì chết, trong lòng lưu thị mẫu thân của Lý nhị sợ hãi, cũng biết con trai của mình sẽ chết, vì vậy đêm nay đến câu xin Lý tướng quân, có thể nể mặt mọi người cùng họ mà cho bà ta vào nhìn con trai, tự tay đút chút nước cho con trai hay không con người lý tướng quân cấu thả mềm lòng vốn dĩ vương gia hạ lệnh không cho phép bất kỳ thôn dân nào tiến vào từ đường nhưng ông ta nhìn thấy lưu thị quỳ khóc thê thảm cũng niệm tình bà ta thương con trai nên phá lệ cho bà ta đi vào đúng lúc đó thương mai đang ở bên ngoài kê đơn thuốc phân phó dược đồng của huệ dân thự nhớ kỹ liều lượng thuốc lại thấy lưu thị đi vào cô vội vàng nói từ từ đã không cho bất kỳ kẻ nào đi vào lý tướng quân nói không có gì đáng ngại mà tướng sẽ giám sát chặt chẽ hơn nữa có dây thừng buộc chặt, không sợ. Thương Mai lắc đầu, "Không, không thể đi vào, mẹ con gặp nhau, khó tránh khỏi sẽ kích động, bệnh nhân cương thi có sức lực vô cùng lớn, một khi kích động sẽ giải thoát khỏi dây thừng." Lư Thị nghe thấy Thương Mai không cho bà ta đi vào, quỳ xuống khóc lóc với Thương Mai, vừa khóc vừa nói, "Hạ đại phu, ta chỉ là đi vào nhìn nó một cái, ta sẽ không làm gì, ta cũng không nói chuyện với nó, được không?" "Cầu xin ngài thương xót." Thương Mai biết nếu người thương con nhìn thấy con trai chịu khổ, nào sẽ bằng lòng chỉ liếc nhìn một cái. Bây giờ vẫn chưa nghiên cứu chế tạo được phương thuốc, cô không thể cho bách tích mạo hiểm. Trước đó bên phía Vương Du đã xảy ra một sai lầm, để Vương Đại Tẩu và thị vệ bị cắn, cô không thể mềm lòng nữa. Hơn nữa, một khi có tiền lệ, bách tích khác cũng nói muốn thăm người nhà, đến lúc đó sẽ rất khó kiểm soát được. Không, không thể đi vào. Lý tướng quân không nhịn được nói, hạ đại phu, Thật ra cũng chỉ là đi vào nhìn một cái, có gì quan trọng. Làm người không thể quá sắt đá. Nhu Nhi huyện chúa cũng đi đến nói, đúng vậy, cũng không có chuyện gì, chỉ liếc nhìn từ xa. Không được, không thể có tiền lệ được, Từ An vẫn từ chối, không vì Nhu Nhi huyện chúa đến cầu xin giúp mà dao động. Lý Tướng quân tức giận, sao ngươi lại nhẫn tâm như vậy? Người làm mẹ nhớ con của mình, hơn nữa bà ta cũng biết con trai mình sắp chết chỉ muốn gặp một lần trước khi chết cũng không được sao. Ngươi lấy tư cách gì chứ? Nơi này cũng không phải do ngươi làm chủ. Nói xong, kéo Lưu Thị nói ta đưa ngươi đi vào, không cần để ý đến nàng ta. Thương Mai còn muốn ngăn cản, nhu nhi huyện chúa lại lạnh mặt, ngươi đi vào nơi này, chưa có cống hiến gì, còn không cho phép mọi người thế này, không cho phép mọi người thế kia, thật khiến người ta chán ghét. Ngươi ra ngoài chế thuốc đi, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm thương mai thấy lý tướng quân đã dẫn lư thị tiến vào cô còn ngăn cản sẽ thật sự lộ rõ là người không có tình người chỉ đành nói được rồi lần sau không thể làm thế này nữa nhu nhi huyện chúa nghe thấy cô thỏa hiệp cười nói được không cần phải nghiêm túc như vậy không có chuyện gì yên tâm thương mai cũng cười ta biết ta là thần mặt đen mọi người đều không thích ta chỉ thích nhu nhi huyện chúa dịu dàng là ngươi ta ra ngoài là được rồi chứ ở chung với Nhu Nhi huyện chúa mấy ngày, phát hiện nàng ta cũng là người chân thật, quan trọng nhất chính là nàng ta đã không phải là tình địch của mình, nên thương mai cũng không có ý kiến gì với nàng ta, đương nhiên, cũng chưa đến mức yêu thích. Nhu Nhi huyện chúa cười đá cô một cái, thần mặt đen ngươi mau đi sắc thuốc đi. Thương mai quay người ra ngoài, dược đồng nơi này đều là thực tập sinh của huệ dân thự, y thuật không ra làm sao, nhưng trình độ sắc thuốc tốt, bởi vì việc đầu tiên phải làm khi tiến vào Huệ dân Thự chính là phơi thuốc sắc thuốc nghiền thuốc, ngày qua ngày năm qua năm, sau 3 năm mới có thể học bắt mạch. Bởi vậy, sau khi Thương Mai tiến vào khu dịch bệnh, Mộ Dung Khanh Hạ chỉ cho Huệ dân tự phái dược đồng đến giúp đỡ. Cũng có mấy đại phu của Huệ dân tự đến, nhưng trước đó bởi vì có đại phu bị căn, nên những người này cũng không đi vào, việc rửa sạch vết thương đều do người của Thương Mai và Nhu Nhi làm. Thương mai đặt dụng cụ chữa bệnh hôm nay vào trong nước sôi để tiêu độc. Những dụng cụ này không ngoài gì khác, chính là kim châm, dao cạo thịt thối, cái kẹp. Của cô, vừa bỏ xuống, cầm lấy hòm thuốc, lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết bên trong từ đường, sau đó còn kèm theo tiếng gào thét đặc thù của bệnh nhân cương thi. Trong lòng thương mai châm xuống, xảy ra chuyện rồi. Một tay cô níu lấy hòm thuốc, xông vào. Vừa vào từ đường, Lý Nhị đã tránh thoát khỏi dây thường nhào ra, cậu ta cắn lư thị, căn ba binh sĩ duy trì trật tự trong này, bây giờ đang nhào vào người Lý Tướng Quân. Mặc dù Lý Tướng Quân là người tập võ, nhưng một khi bệnh nhân cương thi phát tác, sức lực vô cùng lớn, lúc ấy Vương Du phát tác, nghiêm vinh và mấy thị vệ ở đó cũng không thể khống chế hắn ta, trái lại còn bị hắn ta cắn. Nhu nhi huyện chúa hoảng sợ choáng váng, mấy đại phu cũng không ngừng lùi về phía sau, sắc mặt đều trắng ra. Lý tướng quân miễn cưỡng ngăn cản, nhưng Lý nhị nhe răng nhếch mép muốn cắn xuống, cho dù chỗ nào lộ ra, cũng đều sẽ bị Lý Nhị cắn chúng. Thương Mai không kịp suy nghĩ quá nhiều, bước lên giữ chặt cổ áo sau gáy Lý Nhị, kéo ra bên ngoài một cái, cô thì bị ngã xuống mặt đất, Lý Nhị chuyển rời mục tiêu, nhào về phía cô, trong lúc nguy hiểm cô xoay chuyển đoạt phách hoàn, đánh chúng vào tim Lý Nhị, Lý Nhị co quắp, ngã nhào xuống đất. Thương Mai vội vàng cầm dây thừng trói hắn ta lại, Lý Tướng Quân cũng coi như nhanh nhẹn, sau khi thoát hiểm lập tức bước lên giúp đỡ, hai người chung sức chói chặt Lý Nhị lên cột đá trong từ đường. chương 272, Nguy cơ tín nhiệm. Nhu Nhi huyện chúa che miệng nhìn Lưu Thị và ba binh sĩ bị cắn, tự nhiên có thêm bốn người bị cắn, lại xảy ra ngay trước mặt bọn họ thế này. Bọn họ không cách nào trơ mắt nhìn tất cả những điều này, thật sự khiến người ta khó lòng tiếp nhận. Lưu Thị sợ hãi sắp ngất, cứ khóc, cứ khóc mãi, cổ của bà ta bị căn, bây giờ đang chảy máu, bà ta hoàn toàn không để ý vẫn muốn bỏ qua chạm vào lý nhị thương mai đứng lên nói với nhu nhi đừng ngây ra đó đi chuẩn bị nước khử trùng rửa vết thương nhu nhi kinh ngạc nhìn thương mai nói một câu khiến tinh thần suy sụp có tác dụng không chúng ta đều biết là vô dụng rồi câu nói này của nhu nhi huyện chúa khiến ba binh sĩ bị cắn ngồi sập xuống đất nhìn miệng vết thương của mình vẻ mặt đau buồn thương mai liếc nhìn nghiêm túc nói nhu nhị lập tức dẫn người của ngươi đi chuẩn bị nước khử trùng, tất cả mọi người có thể sống. Một đại phu tình nguyện trẻ tuổi bỗng nhiên ngồi xuống mặt đất, ôm đầu khóc giống, không, không có ích lợi gì, chúng ta đến nơi này nhiều ngày như vậy, mỗi ngày đều nhìn thấy có người chết đi, rất khó chịu. Đây là căm tức vì sự bất lực của bản thân, đồng thời cũng là một loại thương tiếc đối với mỗi sinh mệnh chết đi, những đại phu tình nguyện vào khu dịch bệnh này, thậm chí còn không để ý đến sống chết của mình, có thể thấy rõ là người có lòng từ bi nhưng bọn họ lại quá yếu ớt. Đại phu tình nguyện vừa khóc như vậy, mấy đại phu khác đều ủ rũ cúi đầu xuống. Nhu Nhi cũng khóc thương mai, xin lỗi, ta không nên cho bà ta đi vào, trước đó bà ta chỉ nói là nhìn một cái, nhưng sau khi nhìn thấy, bà ta lại khóc lóc cầu xin chúng ta cho bà ta qua đó vuốt ve cậu ta. Lý Nhị vẫn luôn không có nhận thức, mẫu thân cậu ta gọi cậu ta hai tiếng, bỗng nhiên cậu ta phát cuồng, giấy thoát dây thường nhào lên tấn công mọi người. Nét mặt Lý Tướng quân đầy đau buồn, hối hận, ông ta cũng không nói gì, chỉ đờ đẫn đứng đó, giống như một bức tượng điêu khắc. Thương Mai thấy tất cả mọi người đều đứng yên, không nhịn được tức giận nói, bây giờ không phải lúc thảo luận xem ai đúng ai sai, nếu như ngay cả các ngươi cũng từ bỏ, vậy bọn họ còn có hy vọng gì? Nhu Nhi, người lập tức dẫn người của ngươi ra ngoài chuẩn bị nước khử trùng, rửa sạch vết thương. Thương Mai tức giận vẫn có chút tác dụng nhất định, Nhu Nhi kéo các đại phu ra ngoài sau đó mang nước khử trùng do thương mai đặc chế đi vào. Cô mở hòm thuốc ra, trong này có một ít thạch tín, mặc dù cô biết dùng thạch tín làm thuốc hiệu quả không lớn, nhưng hy vọng đến sớm một chút thì có thể khống chế sớm một chút, ít nhất có thể dùng để giảm bớt tốc độ phát bệnh. Sau khi rửa sạch vết thương, Nhu Nhi thấy thương mai điều chế thuốc, lại gần xem, lập tức kinh sợ, ngươi. Ngươi biết đây là cái gì ư? Thương mai châm giọng nói, biết. Ngươi muốn hạ độc chết bọn họ sao? nhu nhi huyện chúa hạ thấp giọng lại mang theo phẫn nộ thương mai cũng không ngẩng đầu lên người cứ ra rửa sạch vết thương đi chuyện dùng thuốc người không cần để ý đến nhu nhi huyện chúa kéo cô ra bên ngoài lý tướng quân thấy vậy cũng đi theo ra sao vậy lý tướng quân hỏi nhu nhi huyện chúa tức giận nói nàng ta muốn dùng thạch tín lý tướng quân ngơ ngẩn thật sao thương mai cảm thấy rất mệt mỏi Nhẽ ra trước khi đến nên nói với Mộ Dung Khanh, để cô được quyết định chuyện ở chỗ này mới đúng. Cô nghiêm túc nói, không sai, ta muốn dùng thạch tín, ta có kinh nghiệm thực tế, dùng thạch tín có thể tạm hoãn phát bệnh. Nói bậy, thạch tín là độc, Lý Tướng quân tức giận nói. Nhu Nhi, người từng học y thuật, chẳng lẽ không biết thạch tín có thể dùng làm thuốc sao? Thương Mai xoa xoa ấn đường, nhịn xuống tức giận hỏi. Nhu Nhi nói, không sai, thạch tín có thể làm thuốc nhưng bây giờ có rất nhiều thuốc có thể thay thế thạch tín, vì sao nhất định phải dùng nó? Người biết nếu như sử dụng liều lượng không đúng thì sẽ khiến người ta mất mạng không? Hơn nữa, vừa rồi ngươi không phải dùng để làm thuốc, mà là trực tiếp sử dụng, ta thấy liều lượng ngươi dùng rất nhiều, đủ để độc chết một người. Các ngươi không thể tin ta một lần sao? Thương Mai cũng tức giận, cô cũng là nắm chắc liều lượng này. Tin ngươi, ngươi là ký giấy đảm bảo thực hiện quân lệnh mà vào đây, nếu như không chữa khỏi ngươi sẽ rơi đầu, vì vậy ngươi muốn độc chết bọn họ, giảm bớt tội lỗi của mình, đúng không? Nhu Nhi chất vấn, nét mặt thương mai lạnh lẽo, "Nhu Nhi, ta và ngươi ở chung mấy ngày, lúc nào ngươi thấy ta không cố gắng hết sức mình chữa trị cho mọi người? Ta độc chết bọn họ thì ta có thể giảm bớt tội sao? Mặc kệ cuối cùng chết bao nhiêu người, chỉ cần ta trị không hết bệnh dịch, cái đầu này của ta cũng không giữ được, ta có cần phải làm như vậy không?" lý tướng quân nhớ đến ơn cứu mạng của cô nếu như không phải cô lôi lý nhị đi ông ta đã bị cắn rồi huyện chúa lần này ta tin tưởng nàng ta lý tướng quân tỏ thái độ nhu nhi không thể tin nổi mà nhìn lý tướng quân người tin tưởng nàng ta nàng ta muốn dùng thạch tín chúng ta chính là phải trơ mắt nhìn nàng ta độc chết những người kia ta không dùng độc bọn họ sẽ không phải chết sao thương mai quay đầu bước đi nếu như chỉ có nhu nhi ngăn cản vậy cô không quan tâm, chỉ cần Lý Tướng Quân ủng hộ là được, bởi vì nơi này do ông ta làm chủ, nếu ông ta đồng ý, sẽ không sai người đến cản trở. Cô trở lại từ đường, dựa theo thể chất của bốn người mà tiếp tục điều chế thuốc, sau đó tự mình đến đút cho họ. Sau khi rửa sạch vết thương, cô dùng dao mỏng cạo mủ vết thương, nặn ra huyết dịch, trước đó đại phu đã từng làm như vậy, nhưng thương mai làm lại một lần, cố gắng hết sức nặn toàn bộ huyết dịch bị lây nhiễm ra khỏi cơ thể. Thương Mai khăng khăng làm theo ý mình khiến Nhu Nhi rất thất vọng. Nhưng Lý Tướng quân đồng ý, nàng ta cũng không có cách nào. Sau khi Thương Mai làm xong tất cả, nàng ta lạnh lùng nói với Thương Mai, người có lòng dạ độc ác như ngươi không nên đi vào nơi này, ngày mai ta đi tìm biểu ca cho ngươi xéo đi. Thương Mai cực kỳ mệt mỏi, cũng không muốn cãi nhau với nàng ta, quay người ra ngoài. Nhu Nhi tức giận trở lại từ đường, nàng ta từng học y thuật, biết ứng dụng thực tế của Thạch Tín rất ít hơn nữa bình thường sẽ không dùng trên con người hạ thương mai mang theo loại độc đó trên người là có mục đích gì nàng ta thật sự rất thất vọng trước đó lại còn từng tán thưởng cô nàng ta không phải là không tin thạch tín có thể làm thuốc nhưng loại bệnh dịch này dùng thạch tín có tác dụng gì hơn nữa liều lượng nàng ta sử dụng quá nặng rồi còn không trộn lẫn thuốc khác chỉ đơn thuần dùng thạch tín nàng ta khổ sở nhìn những người bị căn bọn họ sẽ độc phát bỏ mình nhưng chờ đến bình minh hôm sau, bốn người này đều không độc phát bỏ mình, trái lại đã ngủ mê man, trong đó có xuất hiện một số di chứng sau khi dùng thạch tín, nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Đêm nay Thương Mai cũng không ngủ, vẫn luôn ngồi ở bên ngoài. Đêm nay là một sai lầm cô nên giữ vững ý kiến của mình, không cho Lư Thị đi vào. Cô là bác sĩ, làm trong quân y nhiều năm như vậy, biết một khi thành lập khu dịch bệnh, phải có một đường phòng tuyến cuối cùng đường phòng tuyến cuối cùng này phải cao hơn mềm lòng. Kiểm điểm một lát, sau khi kiểm điểm xong thì lấy bản ghi chép trong hòm thuốc ra. Ghi lại chuyện xảy ra đêm nay, cũng viết liều lượng thạch tín đã sử dụng vào. Bình minh, nhu nhi huyện chúa đi ra ngồi bên cạnh cô, khẽ nói, xin lỗi, vậy mà ta lại nghi ngờ cô. Thương Mai cầm bản ghi chép, cũng không ngẩng đầu, thản nhiên nói, không quan trọng. Nhu nhi huyện chúa hỏi, người sử dụng liều lượng nặng như vậy, thật sự không lo lắng chút nào sao. Thương Mai đưa bản ghi chép cho nàng ta, trước khi ta đến khu bệnh dịch thì đã bắt đầu tiếp nhận chữa trị cho bệnh nhân cương thi rồi, ta không phải vô duyên vô cớ sử dụng thạch tín, có người từng bị cắn, cuối cùng không bị phát bệnh, người này là Nghiêm Vinh. Nghiêm Vinh, Nhu Nhi huyện chúa giật mình, hắn từng bị cắn mà không bị phát bệnh. chương 273, Thương Mai biến mất. Lý tướng quân lấy một bầu rượu ra, đưa cho Thương Mai uống một ngụm đi. Thương Mai nhận lấy, uống liên tục ba ngụm lớn, rượu mạnh theo cổ họng chạy thẳng đến dạ dày, dạ dày từng đợt cảm giác nóng rực, cả người càng nóng lên. Thương Mai đưa rượu cho tướng quân Lý, sau đó nói, nghiêm vinh đã từng bị cắn một lần vào nhiều ngày trước, nhưng lúc đó hắn ta ở ngoài thành vì tiện dùng một ít thảo dược đắp ở ngoài, thảo dược đã được nhai, lần bị căn này, không có bệnh, chúng ta nghĩ rằng người căn hắn ta không phải là bệnh nhân thây ma. Nhưng mấy ngày trước, trước khi ta vào khu dịch bệnh, hắn ta lại bị cắn một lần nữa, cùng bị cắn với hắn ta còn có ba người khác, tình hình lúc đó rất giống với đêm nay, người bị cắn một người là người nhà, một người là thị vệ, một người khác là nghiêm vinh. Hai người kia hiện giờ dưới sự khống chế của châm cứu và thạch tín của ta, tạm thời ức chế bệnh tình, mà nghiêm vinh hoàn toàn không có dấu hiệu phát bệnh. Nhu Nhi mới hiểu được vì sao đêm nay cô lại ngăn cản Lưu Thị vào từ đường gặp Lý Nhị. Nàng ta ấy náy nói, xin lỗi, Ta không nên nghi ngờ quyết định của ngươi." Lý Tướng Quân hỏi, "Vậy có thể nói, sau khi ngươi dùng thạch tín làm thuốc, chỉ có Nghiêm Vinh là ổn rồi?" Thương Mai nói, "Về phương diện dược lý ta còn phải nghiên cứu một chút, căn cứ vào trị liệu trước đó của ta, thạch tín quả thật có tác dụng, nhưng lại không thể chữa khỏi." Cô đứng lên, "Được rồi, không nói nữa, ta đã kê đơn thuốc, là thanh độc, mặc dù không có nhiều tác dụng, nhưng cứ để cho bọn họ uống đi, một khi phát bệnh muốn uống nước sẽ rất khó. Bệnh cương thi và bệnh dại này có một điểm tương tự, đó chính là sẽ xuất hiện bệnh sợ nước, sau khi điều trị bằng phi châm, tuy rằng triệu chứng này giảm bớt một chút, nhưng muốn cho uống nước vẫn rất khó khăn. Mọi người bắt đầu bận rộn, một chén thuốc bưng vào, bốn người vừa bị cắn còn chưa xuất hiện triệu chứng, giống như người bình thường, có thể tự mình uống nước, nhưng những người khác đều phải uống. Bởi vì có thể đút thuốc và đút canh, cho nên từ sau khi thương mai đến từ đường không có ai bị đưa ra ngoài. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều biết, đây chỉ là tạm thời. Dựa theo ghi chép trước đó, bình thường 2-3 ngày là có thể xuất hiện triệu chứng, cho nên, ngày thứ hai sau khi bọn họ bị căn, Lý Tướng Quân đem bọn họ trói lại. Thế nhưng, cho đến ngày thứ ba, bọn họ vẫn như cũ không xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào, thậm chí ngay cả mắt cũng không có đỏ, vết thương bị căn bắt đầu khỏi hẳn kết phải. Đây là điều trước đây chưa từng thấy, Vương Đại Tẩu và tên thị vệ kia mặc dù không phát cuồng muốn cắn người, nhưng đáy mắt rất đỏ, miệng vết thương vẫn luôn thối giữa, không có kết phải. Chuyện gì xảy ra vậy? Bọn họ rõ ràng bị cắn, nhưng vết thương lại kết phẩy, hơn nữa không xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào. Nhu giao huyện chúa kinh ngạc hỏi Thương Mai. Thương Mai vẫn lật bệnh án, ba ngày nay tình hình của bọn họ đều được viết trên đó, mà cô cũng luôn xem, quả thật không xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào. Trong đầu thương mai nhất thời lóe lên một tia sáng, nói, mọi người giám sát trước, ta rời đi trước hai ngày. Người muốn đi đâu, nhu giao huyện chúa hỏi. Chứng thực một số chuyện, thương mai cầm lấy hòm thuốc bước đi. Nhưng hôm nay người phải trở về, hôm nay thái tử sẽ phái người đến thị sát, người không ở đây sợ không tốt. Lý tướng quân từ bóng lưng của nàng ta nói lên. Thương mai không trở về, thái tử dẫn người đến thị sát, không phát hiện hạ thương mai ở đây. Thái tử cũng không muốn đến, nhưng Thái phó lương và hoàng hậu nghiêm lệnh hắn nhất định phải đến, nơi này là khu dịch bệnh, là nơi quan tâm nhất trong kinh thành hiện nay, nếu hắn xuất hiện ở đây quan tâm nghèo khó và bệnh nhân, không e ngại bệnh cương thị, ở dân gian có thể tạo danh vọng tốt đẹp. Sau khi thái tử trở về, nói với thái phó rằng Hạ Thương Mai không ở trong khu dịch bệnh. Thái phó nheo mắt lại, là trở về tiểu viện Trần gia sao? Không biết, dù sao cũng không có ở đó. Thái tử xui xẻo nói, trong thôn thạch đầu này bẩn thỉu bổn cung muốn lập tức trở về tắm rửa sạch sẽ, những xiêm y này đều phải vứt đi. Thái phó thấy hắn như vậy, phiền não khoát tay, đi đi, đi đi. Thương mai quả thật trở về tiểu viện của Trần Gia, nhưng cũng không ở lại quá lâu, chỉ là sau khi châm cứu cho Vương Du rời đi. Tất cả mọi người cho rằng cô trở về thôn thạch đầu, mà thôn thạch đầu bên kia cũng cho rằng cô trở về tiểu viện, mãi đến hai ngày cô không có xuất hiện, Lý Tướng Quân mới sai người đến tiểu viện tìm cô. Tiểu viện bên kia sốt ruột, Tô Thanh phái người đi tìm, chính mình cũng trở về báo cho Mộ Dung Khanh. Lúc Tô Thanh đến, Mộ Dung Khanh vừa vặn cùng binh bộ thượng thư từ quân doanh trở về, quân doanh bây giờ đang điều tra, thập phần dườm ra. Hạ Thương Mai không thấy, Tô Thanh hạ giọng nói. Mộ Dung Khanh liếc mắt nhìn Tô Thanh một cái, sau đó phân phó binh bộ thượng thư, kết quả điều tra người trở về báo cho bản vương là tốt rồi vâng vậy vi thần cáo lui trước binh bộ thượng thư chắp tay mà đi mộ dung khanh nhìn binh bộ thượng thư rời đi hỏi tô thanh không thấy là có ý gì không ở khu dịch bệnh hay không ở trong tiểu viện không có ở tiểu viện trần gia cũng không có ở khu dịch bệnh tô thanh nói có thể trở về tướng phủ hay không mộ dung khanh nhíu mày hỏi hẳn là sẽ không lúc này trở về tướng phủ làm gì mộ dung khanh suy nghĩ một chút cô quả thật cũng không có chỗ nào tốt để đi hơn nữa trong lúc trị liệu cô cũng sẽ không đi dạo xung quanh nhất định là có chuyện quan trọng tiêu thác đâu để tiêu thác dẫn người đi tìm một chút ngươi vào đi bổn vương có việc phân phó ngươi mộ dung khanh đi nhanh vào tô thanh theo sát phía sau chuyện gì vậy để tránh cho thương mai chạy qua chạy lại giữa hai nơi bản vương dự định đưa bệnh nhân ở quân doanh và đường tây bắc đến thôn thạch đầu bản vương cũng sẽ hạ chỉ để đại phu và hai ngư y của huệ dân tiến vào khu dịch bệnh, phối hợp với thương mai tiến hành nghiên cứu bệnh dịch. Thống nhất quản lý cũng tốt, nhưng cứ như vậy, nếu như hạ thương mai không nghĩ ra biện pháp tốt, lương thái phó nhất định sẽ yêu cầu đốt thôn, đến lúc đó sẽ không có biện pháp lấy chỗ khác làm cớ. Tô Thanh lo lắng nói. Mộ Dung Khanh lạnh lùng nói, ông ta nói muốn đốt thôn, bản vương nhất định chấp thuận sao. Chỉ sợ bách quan bức bách, vương ra muốn không đồng ý cũng không được, trừ phi, người dự định bài trừ tiếng nói của mọi người, độc đoán độc hành. Mộ dung khanh hơi hơi nâng cầm lên, đường nét khuôn mặt càng thêm cứng rắn, độc đoán độc hành thì như thế nào? Bọn họ không phải đều đánh giá bản vương như vậy sao? Tô Thanh nghe xong lời này, suy nghĩ một chút, cảm thấy bây giờ chịu thua cũng vô dụng, còn không bằng cứng rắn một chút, nhân tiện nói, được, ta đi tìm tiêu thác, mà tiêu thác đâu? Nghe Tô Thanh nhắc nhở như vậy, Mộ Dung Khanh mới nhớ tới đã hai ngày không gặp tiêu thác. Có phải ở trong phủ không? Bản Vương cũng đã hai ngày không gặp hắn rồi. Tô Thanh nói, ta cho người đi tìm hắn ta, hắn ta âm dương quái khí, hôm nay ta cũng không thích gặp hắn ta. Mộ Dung Khanh tức giận nói, không phải là bởi vì Trần Loan Loan sao? Chuyện này có đáng để hai người cãi nhau không? Trần Loan Loan, hắn ta lại không thích Loan Loan, ta và nàng ấy tốt thì thế nào? Tô Thanh bĩu môi, Ngươi thật sự thích Trần Loan Loan?" Mộ Dung Khanh nhíu mày. Tô Thanh nở nụ cười, "Loan Loan tính tình rất tốt, nếu nàng ấy không gả đi được, ta sẽ cưới nàng ấy." Nói xong, xoay người rời đi. Mộ Dung Khanh nhớ tới Nhu Nhi, sau đó lắc đầu, những chuyện này không liên quan đến hắn, không thích quan tâm. Chương 274, AM thạch đầu. Tô Thanh sai người tìm một hồi, phát hiện Tiêu Thác không biết đã đi đâu. Hỏi gã sai vặt của Tiêu Thác, hắn ta nói trước khi tiêu thác không thấy đâu hạ thương mai đã từng đến tìm hắn ta tô thanh cảm thấy chuyện này hơi lớn đây không phải là ý nghĩa thương mai và tiêu thác cùng mất tích sao hoặc là chịu khổ bất chắc hoặc là hai người không biết đi nơi nào nhưng liệu có khả năng không để không kinh động đến mộ dung khanh tô thanh phái người tìm một vòng trong kinh thành lại sai người ra ngoài thành tìm ngay cả tiểu viện ở ngoại ô kinh thành cũng đi không thấy thương mai và tiêu thác bất đắc dĩ Tô Thanh đành phải đi tìm Trần Loan Loan, Trần Loan Loan nói chưa từng gặp Thương Mai. Lại đi tìm Tráng Tráng, gần đây Tráng Tráng ru rú trong nhà, đóng cửa từ chối tiếp khách, Thương Mai cũng chưa từng đến. Nghe Tô Thanh nói Thương Mai và Tiêu Thác đều mất thích, nàng ta cũng lo lắng tìm hết rồi sao. Tìm khắp nơi rồi, hôm nay tìm cả ngày, cũng không phát hiện hai người. Tráng tráng nhíu mày, vậy nàng ta không có ở khu dịch thì có thể đi đâu. Nàng đã lập quân lệnh trạng, còn nữa, không phải nói thái tử đã đến khu dịch bệnh xem qua sao hắn có gặp thương mai không không thấy nhu nhi nói lúc thái tử đến thương mai vừa lúc đi rồi tô thanh nói tráng tráng đứng lên thần sắc có chút nghiêm trọng cái này không dễ làm đây là chuyện hai ba ngày trước sao thái phó lương bên kia không có bất kỳ động tính gì sao là chuyện hai ba ngày trước thái phó lương bên kia không nói gì cũng không tiếp tục phái người đi vào đó là bởi vì ông ta có người ở khu dịch bệnh, nhất định mỗi lời nói cử chỉ của Thương Mai đều nói cho ông ta biết. Tô Thanh, Thương Mai mất tích vào lúc này, không phải chuyện tốt, nhất định sẽ bị bọn họ làm lớn chuyện. Tô Thanh gật đầu, thở dài một tiếng, ta biết, chuyện này Vương Gia còn chưa biết. Người lập tức đi nói cho Vương Gia, bổn cung đi khu dịch bệnh. Tráng tráng lập tức phân phó người chuẩn bị xe ngựa. Người đi đến khu dịch bệnh cũng vô dụng, còn không bằng vào cung đi tìm Hoàng Thái Hậu, Trước tiên chuẩn bị tâm lý cho bà ấy, vì bọn họ nói mấy câu cũng tốt." Tô Thanh nói. Tráng tráng lắc đầu, "Không, bây giờ vào cung nói gì cũng vô dụng, Thương Mai đã lập quân lệnh, tính toán thời gian, còn 5 6 ngày nữa là hết hạn." Hoàng thái hậu luôn sốt ruột chờ tin tức, nếu lúc này nói cho bà ấy biết Thương Mai không thấy, bà ấy nhất định sẽ cho rằng Thương Mai chạy trốn. Thái phó lương muốn làm lớn chuyện này, nhất định sẽ phái người vào khu dịch để xác minh, bổn cung ở bên kia có thể ngăn cản một chút tô thanh ngẫm lại cũng có lý nếu thái phó lương muốn bắt thương mai chạy trốn nhất định phải tìm một người trung lập đến khu dịch để cho người ta tận mắt nhìn thấy hạ thương mai không ở khu dịch mới có thể công khai trong buổi lâm triều cũng tốt ta đi tìm vương ra trước cũng không biết tên tiêu thác này có phải cùng thương mai ở chung một chỗ hay không tô thanh nói xong xoay người rời đi tráng tráng trở về phòng thay quần áo hồng hoa nhẹ giọng nói công chúa không phải mấy ngày nay người sẽ không đi ra ngoài sao Tráng tráng thản nhiên nói, sẽ không ra ngoài, không phải không thể ra ngoài. Hơn nữa cũng chưa chắc sẽ gặp phải hắn ta. Gặp phải, thì đã sao? Tất cả đã qua rồi. Ba năm, ba năm chưa từng gặp hắn ta, nhưng tính ra đâu chỉ ba năm. Ba năm trước hắn ta trở về, nàng ta không gặp hắn ta, chỉ là khi hắn ta rời kinh, nàng ta đứng ở cổng thành, nhìn hắn ta dục ngựa đi. Chỉ nhìn thấy một bóng lưng, một bóng lưng, không ấm áp được ba năm thanh lãnh lắc đầu một cái, nàng ta xảy bước đi ra ngoài, không có gì không thể quên, trừ phi là mình không muốn. Tô Thanh đi tìm mộ dung khanh, mộ dung khanh không có ở đây, hắn vừa nhận được tin tức, nói am thạch đầu có chút dị thường, hắn tự mình đi. Am thạch đầu nằm trên ngọn núi phía bắc của thôn thạch đầu, núi không cao, nhưng nhiều đá vụn, cho nên thảm thực vật cũng không nhiều, nơi này gần như không thể ẩn thân, trừ phi là trong am ni cô. Am ni cô này chỉ có hai ni cô, ngày thường hương khói cũng không tính là cường thịnh trước kia người trong thôn thạch đầu cũng không phải rất nhiều người đi dân hương đều là đi miếu long mẫu ở phía tây thôn thạch đầu bởi vậy am thạch đầu không quá gây chú ý thương mai ngày đó cũng đi tới dưới chân am thạch đầu nhìn thấy một ni cô cóng củi trở về cô cũng từng tiến lên hỏi nhưng không hỏi được gì ni cô nói nơi này ngăn cách với thế giới bên ngoài không biết thế sự nếu tham phật có thể đi vào nếu không phải thì để nàng ta đi lúc đó thương mai không nghi ngờ bởi vì từ bên ngoài nhìn vào am đá này cũng quá mức đơn sơ không thể giấu nhiều người như vậy mộ dung khanh dẫn người đi tới bên ngoài am thạch đầu đánh giá địa thế nơi này thị vệ tiến lên nói vương gia từ khi vi thần được vương gia phân phó giám sát bốn phía thôn thạch đầu vẫn chú ý am ni cô này bởi vì gần đây gần như không có chỗ ẩn thân chỉ có am ni cô này vào nửa đêm hôm qua vi thần đi ra tuần tra nhìn thấy cửa sau am ni cô có người lén lút đi vào ước chừng có bảy tám người bảy tám người mộ dung khanh châm ngâm một chút nhân số không sai biệt lắm so với thương mai nói trong bảy tám người này hẳn là có hai ba người dẫn bọn họ đến đã vào thăm dò chưa mộ dung khanh hỏi còn chưa trước tiên chờ hồi bẩm vương ra thị vệ nói sợ đánh rắn động cỏ mộ dung khanh nói bản vương không đi vào người đi vào tìm một phòng đi thị vệ nhận lệnh vung tay dẫn người đi vào không đến một giờ đồng hồ thị vệ dẫn người đi ra có chút thất vọng nói vương ra cái gì cũng không tìm được mộ dung khanh tựa hồ đã sớm biết hắn sẽ không công mà lui nói sai người nghiêm mật giám thì cái am đá này có bất kỳ gió thổi cỏ lay gì đều phải bẩm báo vương ra nhưng nơi này không có phát hiện gì thị vệ có vẻ khó hiểu thật là kỳ quái từ tối hôm qua có người đi vào vi thần vẫn sai người nhìn chằm chằm không thấy có bất kỳ người nào đi ra. Mộ Dung Khanh nhếch môi cười lạnh, am thạch đầu đi vào liếc mắt một cái có thể nhìn đến cùng, muốn giấu đi nhiều người như vậy, nhất định là ở mật thất, mật thất thiết lập ở dưới lòng đất, chúng ta muốn tìm nhất định phải hao phí công phu, cũng chưa chắc có thể tìm được, một khi có mật thất, phía dưới nhất định là răng bẫy khắp nơi, nếu quả thật có bệnh nhân cương thi ở bên trong, chúng ta tùy tiện đi vào, cho dù có thể bắt được bọn họ, cũng nhất định sẽ tự tổn thất bảy phần, hôm nay các người đi vào lục soát một vòng, bọn họ biết nơi này đã thu hút sự chú ý của người khác, sẽ di chuyển địa điểm. Thị vệ bừng tỉnh ngộ, thì ra là thế. Mộ Dung Khanh phân phó nói, bản vương đi rồi, các người nửa giờ sau bắt đầu rút lui người đi, để cho bọn họ hiểu lâm các ngươi đi rồi, đêm nay hẳn là sẽ hành động biến hóa trận địa. Nhưng mà, nếu có mật thất và địa đạo, bọn họ sẽ rời khỏi lòng đất. Mộ Dung Khanh nhìn hắn ta một cái, ngọn núi này không ngoài bốn phương hướng đông nam tây bắc phía đông là thôn thạch đầu bọn họ sẽ không đi về phía bên này bởi vì có người đóng quân phía nam là dòng suối trong núi dốc đứng mang theo người cũng không có biện pháp rời đi cho nên chỉ còn lại phía bắc cùng phía tây người phái nhiều nhân thủ bố trí phòng thủ nghiêm mật một khi phát hiện hành tung lập tức hành động ở giã ngoại vẫn tốt hơn là ra tay trong mật thất thị vệ lĩnh mệnh vâng vi thần tuân mệnh mộ dung khanh nhẹ nhàng nhắm mắt lại ngửi hương vị trong gió thổi tới. Phía bắc này có vài cây nhãn thơm, hương thơm của cây nhãn thơm nồng, cho nên che đậy mùi hôi thối của xác thối thỉnh thoảng như có như không trong không khí. Mùi hôi dưới thôn Thạch Đầu không thể thổi tới nơi này, nhất định là ở gần đây truyền tới. Khứu giác của hắn nhạy bén hơn người khác, rất nhiều mùi người khác không ngửi thấy, hẳn đều có thể ngửi thấy. Đây chính là nguyên nhân vì sao hôm nay hắn không đi vào am Thạch Đầu, lại muốn tới đây một chuyến. Hắn chắc chắn, am đá này chính là nơi cất giấu bệnh nhân cương thi. Chương 275, uy hiếp. Sau khi Mộ Dung Khanh trở về phủ, hắn nhìn thấy Tô Thanh đang đi đi lại lại trong chính sảnh, bộ dạng sốt ruột giống như kiến ngồi trên đống lửa. Nhìn thấy hắn đi vào, Tô Thanh vội vàng xông lên phía trước, thấp giọng nói, không chỉ Hạ Thương Mai biến mất, mà ngay cả Tiêu Thác cũng không thấy đâu. Người hầu của Tiêu Thác nói, trước khi hắn biến mất, Thương Mai đã đến gặp hắn mộ dung khanh hỏi ý của ngươi là họ cùng nhau biến mất ư ta đoán như vậy tô thanh lo lắng nói ta đã sai người tìm khắp kinh thành rồi nhưng không có bất cứ dấu vết nào của hai người họ hơn nữa ta cũng cho người tìm bên ngoài thành bây giờ đại trưởng công chúa đã đi đến vùng dịch công chúa phân tích rằng lương thái phó có lẽ sẽ tìm người đến kiểm tra vùng dịch cho nên công chúa sẽ chống đỡ bên đó trước mộ dung khanh không khỏi lo lắng họ sẽ đi đâu được chứ đã hỏi chỗ tiểu viện chưa? Họ nói như thế nào? Đã hỏi nghiêm vinh và đao lão đại rồi, họ nói Hạ Thương Mai từng trở về một lần, chỉ đến một mình và thi châm cho Vương Du, sau đó đi luôn. Khi đó, mọi người đều cho rằng Hạ Thương Mai trở lại vùng dịch, nên cũng không hỏi. Đến giờ đã đây hai ngày rồi, chỉ sợ đã có người đoán được cô ấy sẽ chạy trốn. Dù sao, Hạ Thương Mai cũng đã ký giấy bảo đảm quân lệch, cách thời gian nửa tháng ký kết lúc trước, vẫn còn sáu ngày. Mộ dung khanh biết hạ thương mai sẽ không rời đi mà không có nguyên nhân, và lại, cô càng không bỏ trốn. Hắn đã từng phân tích cho cô nghe, giấy bảo đảm quân lệnh không có bất cứ ràng buộc nào với cô cả. Cho dù thật sự phải đến ngự tiên hỏi tội, cô cũng không cần phải sợ. Nhưng, cô rốt cuộc đã đi đâu? Hơn nữa, cô lại đi sau khi đến tìm tiêu thác, cô sẽ không bảo hắn cùng cô đi tìm phương thuốc đấy chứ? Chẳng nhẽ cô có manh mối gì rồi ư? nhưng vì sao cô không đến nói cho hắn mộ dung khanh không tiếp tục suy nghĩ sâu xa vấn đề này nữa hắn theo trường phái hành động Sau đó hắn lập tức dặn dò bên dưới chuẩn bị ngựa rồi bảo tô thanh tập hợp thị vệ ra ngoài tìm hạ thương mai nhưng trước khi đi a à phúc đến vương gia quý thái phi mời người qua đó một chuyến kể từ khi tư chúc cô cô chết hai mẹ con họ chưa gặp lại nhau lần nào mộ dung khanh không đến thỉnh an bà ta Bà ta cũng không bảo người đến gọi Mộ Dung Khanh. Mặc dù hai mẹ con họ cùng sống dưới một mái nhà, nhưng cả hai đều coi đối phương như người vô hình. Trong thời điểm mấu chốt này, bà ta lại muốn gặp hắn, điều này khiến Mộ Dung Khanh không khỏi lưu tâm. Bà ấy có nói là chuyện gì không? Mộ Dung Khanh lạnh lùng hỏi. Không có, quý thái phi chỉ bảo nô tỳ đến gọi vương gia, không nói thêm gì nữa cả. A à, Phúc nói. Tô Thanh tiến lên trước, nói: "Vương gia người qua đó thử xem sao có lẽ quý thái phi sẽ biết hạ thương mai đi đâu ánh mắt của mộ dung khanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo hắn nhớ lại trước đây quý thái phi từng ra tay với hạ thương mai không ngoại trừ khả năng lần này bà ta lại ra tay một lần nữa mộ dung khanh đến thanh ninh các đèn lồng trắng treo trong đám tang của tư trúc cô cô vẫn chưa được tháo xuống trong sân toàn màu trắng con hạt giấy khổng lồ từng bay lên cao vẫn đang treo trên ngọn cây bên trên viết dòng chữ cưới hạc bay lên tây phương cực lạc. Cảm giác đau đớn quen thuộc ngập tràn đáy lòng mộ dung khanh, đáy mắt của hắn gần như tràn đầy hận ý. Dừng lại một chút, sau đó hắn xảy bước đi vào, thần sắc cũng khôi phục lại bình thường. Quý Thái Phi đang ở trong phòng ngủ, A à Phúc dẫn mộ dung khanh đến bên ngoài. Sau đó, y ta vén rèm lên, cúi người nói, Quý Thái Phi, vương ra đến rồi. Bên trong truyền ra một giọng nói mệt mỏi, vào đi. A à Phúc đi ra ngoài, không người, nói, vương ra, xin mời. Mộ dung khanh vén rèm che lên, chậm rãi đi vào bên trong. Bà ta nửa năm trên giường, sắc mặt tái nhợt, mái tóc rũ xuống bên dưới, trên tóc đã điểm chút xương trắng, gương mặt không son phấn khiến bà ta già đi rất nhiều. Thấy mộ dung khanh đi vào, quý thái phi bảo thị nữ đỡ bà ta dậy, sau đó hất tay, bảo nàng ta lui ra ngoài. Mộ dung khanh đứng đó, ngay đến cả đầu lông mày cũng không nhấc lên hắn chỉ hờ hững hỏi, quý thái phi mời bổn vương đến đây có chuyện gì thế? Quý thái phi nở nụ cười đầy thê lương, còn hận mẫu phi, đúng không? Ngay đến cả một tiếng mẫu phi con cũng không nguyện ý gọi. Mộ dung khanh nhớ lại lúc hạ thương mai gọi hạ thừa tướng. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ gọi ông ta là phụ thân hoặc cha. Xem ra, đôi khi đối với một số người, ngay đến cả giả bộ, bạn cũng không muốn. Có chuyện gì thì nói đi gương mặt anh Tuấn của mộ dung khanh đã hơi mất kiên nhẫn. Đối với người sinh ra và nuôi dưỡng ngươi, ngươi còn có thể lạnh lùng như vậy, thì không biết ngươi sẽ đối xử với hạ thương mai tốt như thế nào đây. Quý Thái Phi thu lại bộ dạng thê lương ban nấy, lạnh lùng nói. Chuyện này không liên quan đến bà. Quý Thái Phi hơi ngồi dậy, đáy mắt lạnh lẽo, không liên quan gì cả. Yên tâm, ai ra cũng không cầu xin ngươi đến thăm ta, cũng chưa từng trông mong, khi ta nằm trên giường bệnh, ngươi sẽ ngó nhìn một chút hôm nay ta gọi ngươi đến đây là vì ngươi vẫn là nhiếp chính vương của đại chu đệ đệ của ngươi muốn quay lại kinh thành cần sự đồng ý của ngươi hôm nay ai ra bị bệnh bên cạnh không thể không có người chăm sóc ta muốn ngươi hạ lệnh cho phép đệ đệ ngươi trở về kinh thành chăm sóc cho ta mộ dung khanh thản nhiên cười nói bên cạnh quý thái phi thiếu gì người chăm sóc chứ giống nhau sao ta cần con trai của mình ở bên cạnh đám người hầu trong phủ, kẻ nào một lòng với ta cơ chứ? Quý Thái Phi cáo kỉnh nói. Quý Thái Phi tràn đầy trung khí, có thể thấy bệnh tình cũng không quá nghiêm trọng, chưa đến mức phải bảo Nam Hoài Vương trở về kinh thành chăm sóc. Quý Thái Phi tức đến nỗi ho khan mấy tiếng. Sau khi ho xong, bà ta thở hổn hển, phải vịn vào giường để đi. Nhờ thị nữ giúp đỡ, bà ta mới đi được đến trước mặt mộ dung khanh. Bà ta cố gắng đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu. Mặc dù đang bị bệnh, nhưng bà ta vẫn có khí thế khinh người ai ra chỉ hỏi ngươi một câu ngươi có hạ lệnh hay không mộ dung khanh không cân nghĩ trực tiếp trả lời không thể quý thái phi lùi về sau một bước nhìn chằm chằm hẳn với đôi mắt hung ác được nếu đã như vậy ngươi cũng đừng mong hạ thương mai trở về mộ dung khanh nhướng đôi mắt thâm sâu khó lường của mình lên là bà sai người bắt nàng ấy quý thái phi cười lạnh một tiếng ngươi lại coi một người phụ nữ lai lịch không rõ không biết xấu hổ quan trọng hơn cả mẫu thân của mình. Có thể thấy, đạo lý hiếu nghĩa mà tổ tiên luôn nhấn mạnh không hề di truyền cho ngươi. Sắc mặt Mộ Dung Khanh trở nên lạnh lẽo, giọng nói cũng lạnh lùng hơn, có phải bà bắt nàng ấy hay không? Quý thái phi hất tay, bảo thị nữ dìu bà ta ngồi xuống ghế. Sau đó, bà ta cố gắng ngồi thẳng lưng, hơi hất cằm, ánh mắt sắc bén, một đổi một, ai ra trả hạ thương mai lại cho ngươi, ngược lại ngươi phải hạ lệnh cho đệ đệ ngươi quay về giọng nói của mộ dung khanh giống như sen lẫn tầng gió bão, bổn vương đã nói rồi, không thể. Vậy thì hạ thương mai bắt buộc phải chết, quý thái phi nói với giọng điệu đầy hận ý. Mộ dung khanh tiến gần một bước, đáy mắt xẹt qua tia nguy hiểm chết người, hạ thương mai xảy ra chuyện gì bất chắc, nam hoài vương sẽ trở thành miếng đệm lót thi thể nàng ấy. Ngươi dám, quý thái phi quát lên một tiếng, đấm mạnh xuống bàn. Bệnh tình ban nãy lập tức tiêu tan, sắc mặt tái mét. Mộ Dung Khanh cười lạnh một tiếng, vẫn nhìn chầm chầm bà ta, bà cứ thử xem. Quý Thái Phi dùng toàn bộ sức lực của cơ thể, tát cho hắn một cái, cả người run rẩy nói, đó là đệ đệ ruột của ngươi đấy. Nghịch tử, làm sao ai ra có thể sinh ra một đứa con trai bất hiếu như ngươi cơ chứ? Nếu biết thế này, chỉ bằng ta bóp chết người lúc vừa sinh ngươi ra còn hơn. Đáy mắt Mộ Dung Khanh trở nên lạnh lẽo, hắn nở một nụ cười châm biếm, nói, bà sẽ không làm vậy đâu năm bổn vương được sinh ra bà được phong quý phi vì thế bà sẽ không nỡ đâu cút quý thái phi giống như phát điên cầm mấy chiếc cốc trên bàn trà đập vào người mộ dung khanh mộ dung khanh dùng một tay đỡ lấy hắn đưa tay ra rồi đột nhiên thả tay chiếc cốc rơi xuống mặt đất vỡ tan tành sau đó hắn nói rõ ràng từng câu từng chữ bổn vương bảo đảm với bà nếu thương mai xảy ra chuyện gì thì đầu của nam hoài vương cũng sẽ giống như chiếc cốc này nói xong Mộ Dung Khanh cười lạnh một tiếng rồi xoay người, phất tay áo rời đi. chương 276, Tiêu Kiêu đến vùng dịch. Quý Thái Phi vô cùng tức giận, bà ta viện tay vào thành ghế, nhổ người đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi nói, được, cho dù người có tình cảm với Hạ Thương Mai, hay là vì chuyện đó mà gây khó dễ cho ai ra thì Hạ Thương Mai chắc chắn vẫn sẽ không trở lại. A à Phúc đi vào, tiến lên một bước, Quý Thái Phi, bây giờ phải làm sao? ánh mắt của quý thái phi sắc lạnh như kiếm, sai người đến đảo người điên, ai ra không đợi nổi sáu ngày sau nữa, ai ra muốn hạ thương mai phải chết ngay bây giờ. Quý thái phi hít sâu vài hơi, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Hành tung của hạ thương mai vẫn luôn nằm trong sự kiểm soát của bà ta. Kể từ khi cô rời khỏi kinh thành, dẫn theo tiêu thác chạy đến đảo người điên, bà ta đã sai người theo sát cô. Bà ta không tin hạ thương mai có thể tìm được phương thuốc chữa khỏi bệnh cương thi. Cho dù hạ thương mai phải chết, thì cũng phải chết trong tay bà ta mới có thể hạ cơn giận trong lòng quý thái phi. A à phúc lo lắng nói, nhưng mà một khi giết chết hạ thương mai, vương gia sẽ không ra tay với nam hoài vương chứ? Quý thái phi cười lạnh, nó chắc chắn sẽ ra tay. Nhưng ai ra cũng sẽ để nó biết, cả nó và đệ đệ nó sẽ sống chết cùng nhau. Nếu đệ đệ nó chết, nó cũng không được sống. A à phúc vui vẻ hẳn lên, chẳng nhẽ đồng mệnh cổ đã có hiệu quả rồi ư? Quý thái phi không lên tiếng ngay, bà ta ngồi xuống, một lát sau mới nói, cứ làm theo dặn dò của ai ra, mau đi đi. Muốn hạ thương Mai trở về cũng được, nhưng chỉ có thể mang đầu của cô ta trở về. A à, Phúc cúi người rời đi. Mộ Dung Khanh ra khỏi vương phủ, dặn dò thị vệ để ý đến người bên chỗ quý thái phi. "Gió, thị vệ nhận lệnh rồi đi ngay." Mộ Dung Khanh không dùng xe ngựa, mà trực tiếp dẫn theo vài người thúc ngựa ra khỏi kinh thành. Hắn nghi ngờ Hạ Thương Mai đến đảo Người Điên, bởi vì ngày trước cô đã từng nhắc đến nơi đó. Nhưng trước khi đến đảo Người Điên, hắn phải đi gặp một người, đó là Trần Thái Quân. Lúc này, bên phía mộ dung trắng trắng, nàng ta đến vùng dịch và phân phó ổn thỏa người trong vùng dịch. Nếu có người hỏi Hạ Thương Mai, nàng ta sẽ nói cô đi tìm dược liệu, ngoài ra, một từ cũng không thể nói. Lý tướng quân và Nhu giao huyện chúa đều thật lòng khâm phục Hạ Thương Mai nhưng vẫn nghi ngờ về hướng đi của cô. Nhu Dao lén lút hỏi tráng tráng, thương mai rốt cuộc đi đâu rồi? Tráng tráng nhẹ giọng, nói, đoán chừng là bị người ta bắt đi rồi. Có người không muốn bệnh dịch được chữa khỏi. Nhu Dao kinh ngạc, còn có người làm như vậy ư? Lòng người khó đoán mài tráng tráng cũng không nói quá nhiều, bởi nàng ta đối với Nhu Dao cũng không tính là thân thiết lắm. Nhu Dao cảm thấy khó tin cười lạnh nói, nếu người không muốn bệnh dịch được chữa khỏi đó đến vùng dịch nhìn thử cảnh dân chúng đang phải chịu khổ, liệu rằng lương tâm của hắn có trỗi dậy hay không? Nhu sao, cô quá đơn thuần, đối với một số người mà nói, chết một vài người cũng giống như chết một vài con sâu, con kiến mà thôi. Tráng tráng nhẹ nhàng thở dài. Nhu dao đứng ở cửa, nhìn những người mắc bệnh cương thi đang bị trói chặt trên giường, nàng ta chỉ cảm thấy vô cùng tức giận. Từ lúc học y đến giờ, nàng ta luôn đặt tính mạng con người lên hàng đầu. Có thứ gì quan trọng hơn mạng sống chứ? Con người nghĩ trăm phương nghìn kế để được sống. Nàng ta từng gặp bệnh nhân bệnh tình nguy kịch, nhẫn nhịn chịu cơn đau đớn xé gan xé phổi, chỉ vì trong lòng luôn ôm ấp hy vọng được tiếp tục sống. Nàng ta cho rằng, con người nên giúp đỡ lẫn nhau, chứ chưa từng nghĩ rằng, khi đối mặt với dịch bệnh khó khăn như thế này, vẫn có người tồn tại suy nghĩ độc ác như vậy tráng tráng vừa phân phó mọi người xong thì thấy lý tướng quân đến bẩm báo lương thái phó dẫn người đến mấy người tráng tráng nghiêm nghị hỏi tâm bốn năm người đại tướng quân tiêu kiêu cũng đến còn có lễ thân vương tráng tráng lập tức biến sắc hắn cũng đến ư sau đó tráng tráng xoay người đi vào bên trong dặn dò nhu giao và lý tướng quân hai người đi đối phó với họ trước đi đừng nói ta ở đây nói xong nàng ta đi vào trong hậu viện của từ đường rồi đóng chặt cửa lại. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng nàng ta vẫn có thể nghe thấy động tĩnh và tiếng nói của người bên ngoài. Sáng nay, Lương Thái Phó đã liên hệ với vài quan viên, nói rằng muốn đến vùng dịch kiểm tra tình hình bên đó, đồng thời thăm hỏi các bệnh nhân. Ông ta chủ động động mời tiêu kiêu và lễ thân vương, còn có hai ba quan viên nữa đi cùng. Bởi vì trong doanh trại xuất hiện bệnh cương thi, nên tiêu kiêu vô cùng căm ghét căn bệnh này cộng thêm lương thái phó mời và hoàng thái hậu ra lệnh bảo hắn đến giám sát vùng dịch, cho nên hôm nay hắn mới đi cùng ông ta đến đây. Về phần lễ thân vương, mặc dù ngoài mặt thì không cảm xúc, nhưng thật ra hắn rất quan tâm đến chuyện này. Tham kiến lễ thân vương, tham kiến đại tướng quân, tham kiến thái phó. Lý tướng quân dẫn người đến chào hỏi họ. Lương thái phó khẽ ừm một tiếng, sau đó nhìn lý tướng quân, nói hiện giờ còn khoảng bao nhiêu bệnh nhân, số người chết có giảm không? Lý tướng quân nói, bẩm thái phó, hiện giờ số bệnh nhân còn khoảng 56 người. Về phần số người chết, sau khi hạ đại phu đi vào, không có ai phải chết cả. Ừm, rất tốt, thế hạ đại phu đâu? Bồn quan phải thay mặt bách tính cảm ơn cô ta. Vẻ mặt của lương thái phó tràn đầy vui mừng. Lý tướng quân trưng ra vẻ mặt tiếc nuối, nói thái phó đến thật không đúng lúc, hạ đại phu đã đi hái thuốc rồi. Hái thuốc, quán thuốc trong kinh thành thiếu gì thuốc chứ? vì sao nàng ta phải đích thân đi hái thuốc lý tướng quân tiếp lời nói về việc này mà tướng cũng không rõ lắm dù sao mà tướng cũng không phải là thầy thuốc nơi này không phải có thầy thuốc sao mau đi hỏi đi lương thái phó nói thấy vậy nhu giao đi lên trước nói đại nhân ngài muốn biết điều gì lương thái phó nhìn thấy nhu giao lập tức ngẩn ra huyện chúa đến đây làm gì thế mặc dù nhu giao không phải người thông minh nhưng khi nhìn thấy lương thái phó cố chấp muốn gặp thương mai nàng ta bèn đoán ra sự mất tích của hạ thương mai chắc chắn có liên quan đến ông ta ta là đại phu ta đến đây đương nhiên là để chữa bệnh cứu người lương thái phó thản nhiên cười nói huyện chúa có thân phận cao quý vẫn là không nên ở đây thì tốt hơn người mau sớm quay về đi ta có cao quý đến đâu thì cũng không bằng thái phó nhu giao không vui nói tiêu kiêu và lễ thân vương đều không nghe cuộc nói chuyện giữa lương thái phó và nhu giao mà đi thẳng vào bên trong tiêu kiêu đã từng nhìn thấy bệnh cương thi trong doanh trại khi bị khống chế đám quân lính liên tục phát điên gào rú những gì hắn nhìn thấy chỉ là những bệnh nhân đang phát điên nhưng ở đây đã không còn bệnh nhân phát điên nữa họ chỉ im lặng nằm trên giường họ gần như đã có ý thức gương mặt ngập tràn đau khổ có thể nhìn ra họ đang phải chịu đựng sự dày vò vô cùng kinh khủng. Không phải nói, những người mắc bệnh cương thi sẽ phát điên sao? Vì sao họ không phát điên? Lễ thân vương hỏi. Lý tướng quân nói, lúc trước đúng là có phát điên. Nhưng sau khi hạ đại phu đến, cô ấy châm cứu và cho họ uống thuốc. Vì thế họ mới yên tĩnh trở lại, đồng thời cũng có thể ăn được cháo lỏng. Như vậy tức là, họ đã không phát điên nữa ư. Tiêu kiêu hỏi. Cũng không hẳn, trong một ngày, vẫn có những lúc họ phát điên, chỉ là số lần phát điên ít hơn lúc trước rất nhiều. Ngày trước, một ngày họ sẽ phát điên 6, 7 lần. Nhưng bây giờ chỉ có một, hai lần, nhiều nhất cũng chỉ hai, ba lần. Lương Thái Phó cũng đi vào. Châm cứu thật sự có hiệu quả như vậy ư, quả là thân kỳ mà. Thật đáng tiếc, lần trước khi Thái Tử đến đây, người cũng không gặp được Hạ Đại Phu. Hôm nay, bổn vương đến, nhưng cũng không gặp được cô ta. Lễ thân vương nghe vậy, lập tức nhíu mày, có phải cô ta đang có việc gấp cần làm hay không? Ít nhất cô ta có thể làm giảm bớt triệu chứng của bệnh, như vậy là đủ lắm rồi. Một viên quan đi đến cùng lương thái phó hỏi Lý Tướng Quân, vậy hạ đại phu có nói là có thể nghiên cứu và chế tạo ra phương thuốc chữa khỏi bệnh cho họ không? Nghe vậy, Lý Tướng Quân hơi do dự, cái này, ta chưa từng nghe thấy cô ấy nói về chuyện này. Vậy cô ta đi đâu hái thuốc? Hay là, sai người đi tìm cô ta về đi? Lương Thái Phó nói. Đúng lúc đó, một thầy thuốc của Cục Huệ Dân đi vào, nghe thấy lời của Lương Thái Phó, ông ta bèn buột miệng nói, Hạ Đại Phu đã rời khỏi vùng dịch rồi, mấy ngày nay đều không thấy cô ấy. chương 277, đối đầu. Lương Thái Phó ngăn Đại Phu lại, người nói mấy ngày nay không thấy Hạ Đại Phu sao? Không phải cô ấy đang đi hái thuốc sao? Đại Phu nở một nụ cười, hái thuốc. Chỗ này muốn loại dược liệu nào có loại dược liệu đấy, Nhà họ Hồ đã từng nói rồi, tất cả dược liệu trong vùng dịch đều do bọn họ cung cấp. Hạ đại phu không cần đi hái thuốc, trước khi nàng ấy đi nói bệnh này chưa có cách nào chữa khỏi được, sau đó thì rời đi. Lương thái phó kinh hãi, cái gì? Nàng ta nói không thể chữa khỏi rồi bỏ đi, nàng ta bắt chúng ta lập ra quân lệnh trạng, rồi bỏ đi là có ý gì? Chạy trốn sao? Lý tướng quân vội vàng hòa giải, chuyện này là không thể nào, Hạ đại phu chưa bao giờ nói là không thể chữa khỏi nàng ta đang nghĩ cách rồi. Lễ thân vương chặn đại phu lại, nàng chính miệng nói với người rằng không thể chữa hết, sau đó rời đi. Đại phu cúi người, hồi bẩm vương ra, đúng là như vậy. Lễ thân vương nhíu mày, nàng ta vô trách nhiệm như vậy sao? Tiêu kiêu thở ơ nói, vương ra, nếu nàng ta muốn chạy trốn, không ngu ngốc đến mức sẽ đi rêu rao khắp nơi chứ. Lập quân lệnh trạng rồi chạy trốn chính là tội chết. Lễ thân vương nói, bản vương biết rõ nàng không ngu ngốc, nàng ta còn rất thông minh nữa, nhưng mà đã vài ngày không ở trong vùng dịch bệnh, chính là vô trách nhiệm. Tất cả mọi người đều biết, lễ thân vương là một người có trách nhiệm với mọi việc, cho nên hắn rất chán ghét người vô trách nhiệm. Lương Thái Phó nghe thấy thế, nói với Lý Tướng Quân, người nói nàng ta đi hái thuốc, vậy nhất định biết rõ nàng ta hái thuốc ở đâu đúng không? Người đi tìm nàng ta về đi. Lý Tướng Quân ấp úng nói, chuyện này, mà tướng cũng không biết nàng ta đi hái thuốc ở đâu. Sao lại không biết, nàng ta là chủ quản của vùng dịch này, nàng ta đi đâu cũng không dặn lại với các ngươi một tiếng sao. Lương Thái Phó lạnh lùng nói. Nhu giao huyện chúa tiến lên nói, Thái Phó làm sao lại kích động như vậy. Người cũng nói Hạ Thương Mai là chủ quản của vùng dịch này, nàng ấy muốn đi đâu, đều có chủ ý của mình, chúng ta không thể truy hỏi được. Nhu giao huyện chúa, người vốn không nên ở chỗ này, vùng dịch có đại phu rồi, người không được phân phó thì phải rời đi ngay lập tức. Lương Thái Phó nghiêm mặt nói. Nhu Giao huyện chúa hơi cao giọng nói, Hoàng Bảng đang danh sách và kêu gọi rộng rãi các đại phu. Những đại phu khác có thể đến, sao ta lại không thể đến? Người khác ham mê vàng chẳng lẽ ta không thể ham mê vàng sao? Lương Thái Phó lại nghiêm mặt nói, Hoàng Bảng đã được gỡ bỏ từ lâu, hơn nữa người đến khu dịch bệnh lâu như vậy, cũng không thể chữa khỏi bệnh hết cho mọi người, chứng minh người cũng không phải là người mà hoàng thượng muốn tìm, người sớm thu dọn rồi tối nay rời khỏi đây đi. Mặt nhu giao huyện chúa tái đi vì tức giận, ta không đi, những người bệnh này luôn được ta chăm sóc, ta sẽ không đi nếu họ chưa khỏi bệnh. Huyện chúa có cách chữa bệnh cho bọn họ không? Lương Thái Phó hung hăng nói. Nhu giao huyện chúa quay đi, ta không quan tâm, ta sẽ không bỏ mặc bất cứ ai tới cả, dù không thể chữa khỏi cho họ, ta cũng có thể giúp họ giảm bớt nỗi đau, người không phải chủ quản ở đây, ngươi cũng không có quyền đuổi ta đi lương thái phó thờ ơ nói được thôi ngươi đi tìm hạ thương mai trở về bổn quan tự nói với nàng ta nhu giao huyện chúa cùng lý tướng quân nhìn nhau cả hai đều hơi tức giận cũng có chút lo lắng xem ra lương thái phó thật sự là đến để gây chuyện đến cùng thì thương mai đi đâu rồi đã hai ngày nay cũng chưa quay về nếu để cho lương thái phó trở về báo cáo nhất định sẽ nói nàng ta bỏ bê nhiệm vụ hoặc là vu oan cho nàng ta là đã chạy trốn Lương Thái Phó nhìn sang chỗ lễ thân vương, vương ra, tình huống này ngài cũng thấy rồi đấy, hạ thương mai không ở đây, chỉ tùy tiện để mấy người đại phu này ở đây mày mò, người của cục huệ dân cũng không thể đến hỗ trợ, xin ngài hạ lệnh, để cho người của huyện chúa rời đi, lại để cho người của cục huệ dân đi đến giải quyết. Lễ thân vương đang muốn nói chuyện, thì thấy cửa ở hậu viện mở ra, Trấn quốc công chúa chậm rãi bước ra, trên mặt lộ vẻ mỉa mai. Đây là lần đầu tiên Thái Phó đến đây. Người nào không biết còn nghĩ thái phó đều ngày ngày đến đây đấy, ta đã biết huyện chúa cũng đã ở đây vài ngày, cũng biết đại phu của cục huệ dân không thể vào đến bên bên để chữa trị cho người bệnh. Lương thái phó không ngờ Trấn quốc công chúa cũng ở chỗ này, hơi giật mình một chút tham kiến công chúa. Tiêu kiêu đứng ở bên cạnh ông ta yên lặng nhìn Trấn quốc công chúa, sau đó chắp tay, mà tướng tiêu kiêu, tham kiến công chúa. Trong sảnh điện lộn xộn này, xung quanh đều là mùi hôi, mộ dung tráng tráng ngẩng đầu nhìn tiêu kiêu đã lâu không gặp, cảm giác như cách xa một kiếp. Nhưng mà, chỉ trong một lúc lại trở lên bình tĩnh, tướng quân đã trở về rồi sao? Đúng vậy, tiêu kiêu nhìn nàng, trong mắt có loại cảm xúc khó tả, tôi trở về rồi. Tôi trở về rồi, tôi trở về rồi. Giống như lúc trước cùng hắn ở trong cung, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài cung sống vài ngày, khi trở về, hắn trước tiên sẽ tìm nàng, sau đó nói cho nàng biết hắn đã trở về. Cô nhỏ, lễ thân vương tuân theo lễ nghi nghiêm ngặt, không người cúi chào. Ừ, lão tam cũng tới hả? Mộ dung tráng tráng cúi xuống nhìn hắn một cái nhàn nhạt, nhạt, khu dịch bệnh không cần nhiều người như thế, lão tam cẩn thận không lại trở thành lưỡi đao của người khác. Lễ thân vương hiểu rõ ý tứ của mộ dung tráng tráng, nhưng mà, hắn không quan tâm, dù sao, hắn cũng chỉ nhằm vào việc làm mà không phải là nhằm vào người. Mộ dung tráng tráng nhìn tên đại phu vừa nãy, vừa rồi bổn cung nghe được ngươi nói, Thương Mai đã nói với ngươi là cô ấy không chữa được bệnh nên muốn rời đi, đúng không? Đại phu trả lời, hồi bẩm công chúa, là như thế này, thật ra lúc vừa rồi công chúa đi vài, tất cả mọi người đều đồng ý nói là hạ đại phu đi hái thuốc, nhưng mà tôi không đồng ý, nếu như hạ đại phu thật sự chạy trốn, nên báo cáo với triều đình sớm một chút, để cho triều đình phái người đến tiếp nhận việc ở khu dịch bệnh. Chạy trốn? Ngươi nói là chạy trốn sao? Tên quan viên mà Lương Thái Phó đưa đến nhìn chằm chằm tên đại phu hỏi, người xác định là cô ta chạy trốn sao? Đại phu trả lời, đã hai ngày không thấy trở về, hơn nữa, trước khi đi cô ấy thật sự đã nói với tôi như vậy, cho nên có thể suy đoán là cô ấy chạy trốn. Lương Thái Phó hỏi, ngày Thái Tử đến, ngài ấy nói cũng không thấy cô ta, từ lúc Thái Tử đến thị sát cô ta cũng chưa từng trở về sao? Đúng vậy, đại phu nói, lương thái phó nói một cách chế giễu nếu không phải là chạy trốn đã hai ngày người cũng không trở về công chúa nói lý do là tại sao trên mặt mộ dung tráng tráng không có chút cảm xúc nói bổn cung nói là nàng đi hái thuốc thời gian còn chưa đến sao thái phó lại lo lắng lương thái phó dửng dưng nói hái thuốc mà lại không mang theo người sao hơn nữa hái thuốc sao lại phải nói với đại phu là cô ta không cách nào chữa được đúng vậy cô ấy muốn chạy trốn tại sao phải nói với người ta rằng không có cách nào chữa được. Thái phó cũng không nghĩ rằng quá mức ngu ngốc đi. Lời này tiêu kiêu đã từng nói qua, lúc mộ dung tráng tráng nói, hắn liền nhìn mộ dung tráng tráng. Lương thái phó cười quái dị một tiếng tốt, coi như là công chúa nói đúng, cô ta là đi hái thuốc, nhưng mà vừa đi chính là hai ba ngày, cũng quá mức vô trách nhiệm đi. Có loại thuốc nào mà cần cô ta tự mình đi há sao? Năm mươi mấy mạng người ở chỗ này chờ cô ta, Cô ta vài ngày cũng không quay về, cho dù không phải chạy trốn, cũng là đã bỏ rơi nhiệm vụ. Bỏ rơi nhiệm vụ, Thương Mai có chức quan nào ở trên người sao? Bồn cung sao lại không biết nhỉ? Mộ Dung Tráng Tráng. Chương 278, đảo người điên. Mộ Dung Tráng Tráng nhìn về phía Tiêu Kiêu, nhíu mày, là hoàng thái hậu để cho hắn giám sát khu dịch. Tiêu Kiêu người này nàng ta hiểu rõ ràng, hắn là quân nhân, tính phục tùng rất cao một khi được xác định là chức trách của hắn hắn phải làm cho bằng được quả nhiên tiêu kiêu nghiêm túc nói bản tướng sẽ bẩm báo đúng sự thật hết thảy ở nơi này cho hoàng thái hậu lương thái phó gật đầu một cái có vương ra làm chứng cũng không phải là bổn quan nhằm vào tiêu kiêu không có lên tiếng vẻ mặt lại có chút ngưng trọng lễ thân vương nhìn mặt lương thái phó hơi đắc ý trong lòng rất không cao hứng xem ra hôm nay lại bị người khác lợi dụng một lần nữa là lại một lần nữa đảo người điên. Đúng như mộ dung khanh đoán, thương mai cùng tiêu thác phải đã đến đảo người điên. Đảo người điên ở hải đảo hướng ra ngoài của Quý Xuân, đi Quý Xuân ước chừng phải một ngày, lại phải vượt biển, đường đi ít nhất cần một ngày rưỡi. Thương mai tìm tiêu thác đi cùng, tiêu thác vốn là không đồng ý, nhưng thương mai cho hắn nhìn một đồ vật gì đó, lại nói một câu nói, hắn vội đi theo. Thương mai cho hắn nhìn là dấu vết răng trên cổ tay, cô nói, vương du cắn. Đảo người điên có người canh giữ, bình thường quân lính phạm sai lầm sẽ bị đưa đến đảo người điên này làm người trông chừng, bọn họ không cách nào trở về, chỉ có thể không quản ngày đêm trông nom nhóm người điên này, lâu ngày, tính tình bọn họ cũng biến thành hết sức hung ác. Bọn họ không từ mặt trước lên bờ, mà là đi vòng qua sau núi. Ta cảm thấy ngươi điên rồi, lại để cho Vương Du cắn ngươi, ngươi thật là phát bệnh rồi, ta cũng mặc kệ ngươi, khẳng định giết ngươi trước tiên. Những lời này, Tiêu Thác nói một đường Thương Mai cảm thấy lỗ tai đã mọc kém luôn rồi, sau khi lên bờ, cô ngồi xuống cho thạch tín vào nước ngọt trên đảo, nhìn vết thương trên tay, bây giờ là ngày thứ hai, vết thương không sưng đỏ bằng ngày thứ nhất. Người có thấy phiền hay không? Ta đã nói rồi, thạch tín có thể chữa trị vết thương vừa bị cắn. Những lời này của Thương Mai cũng đã nói một đường. Vậy ngươi cũng dùng thạch tín chữa trị những bệnh nhân kia là được. Tiêu kiêu nổi giận nói. Ta cũng đã nói, thạch tín chỉ hữu dụng đối với bệnh nhân mới vừa bị căn, ta bây giờ cũng không có cách nắm chắc được sau khi bị cắn bao lâu thạch tín không còn tác dụng nữa. Nếu như hơn nửa giờ sau không có tác dụng, người cảm thấy một khi dịch chứng bùng nổ, chúng ta có thể bảo đảm mỗi một người đang bị cắn sau nửa giờ lập tức uống thuốc sao. Hơn nữa, thạch tín không thể sử dụng phổ biến, một khi có đồ vật có độc mất đi sự giám sát, thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Vậy người cảm thấy đảo người điên có giải dược? Thương Mai nói, dịch là từ đảo người điên truyền đi, loại bệnh này luôn có ngọn nguồn, giống như tính chất của độc, phàm là nơi có cỏ độc, vùng lần cận luôn sẽ có giải dược. Bây giờ ta đã biết thạch tín có thể giảm bớt triệu chứng, nhưng cũng biết người mới vừa bị cắn có thể lấy thạch tín giải độc, coi như là đối với triều đình có giao phó, nhưng là chúng ta muốn hoàn toàn chuyển bại thành thắng, nhổ tận gốc con đường này thì nhất định phải tới đây, trước tiên tìm phương thuốc, sau đó sẽ tìm người sau màn điều khiển đã dẫn bệnh nhân cương thi đi. Tiêu Thác buồn bực nói, "Nhưng là ngươi mấy ngày nay mất tích, nhất định sẽ có người sẽ nói ngươi chạy trốn." Nói thì thế nào, bọn họ bây giờ cũng không tìm được ta, hơn nữa ta bây giờ là tội nhân, nhưng khi ta cầm phương thuốc trở về, ta lại là đại công thần rồi. Thương Mai một chút cũng không quan tâm. Ngay cả vương gia người cũng không báo, thế thì không đúng rồi. Tiêu Thác cố gắng muốn tìm lý do chỉ trích cô. Thương Mai đứng lên đi về phía trước, ta không phải là không muốn nói cho hắn mà là sau khi ta đi tìm ngươi phát hiện có người theo dõi chúng ta phải lên đường nhanh một chút bỏ rơi những người đó miệng lưỡi sắc bén nói gì cũng đều là ngươi đúng tiêu kiều cắm đầu đi về phía trước trần phủ lão thân cho là vương ra không cần tự mình đi đảo người điên phái người đi là được trần thái quân hút tẩu thuốc dáng vẻ khí định thần nhàn xem ra thái quân chắc chắn nàng ta đi đảo người điên trần thái quân khạc ra vòng khói cười khoát tay không lão thân không xác định lão thân chẳng qua là đoán thôi vậy lão thái quân có thể suy đoán có bao nhiêu người đi theo nàng ta không đáy mắt mộ dung khanh lộ ra khôn khéo hai phe một phe là người của quý thái phi một phe không biết trần thái quân cười giảo hoạt mộ dung khanh cũng cười cười không biết đoàn người kia có phải là người của trần thái quân hay không trần thái quân ngẩng đầu lên nhìn một chút hỏi ma ma phục vụ bên người lão già đám tôn nhi kia của lão thân đâu. Ma ma cười chúm chím trả lời, thái quân mau quên, bọn họ không phải là bị ngài phái đi ra ngoài làm việc sao? Có chuyện này sao? Làm chuyện gì? Lão thái quân mặt đây mờ mịt hỏi. Ma ma nhìn mộ dung khanh một cái, nói là đi đến một cái đảo nào đó, sau đó đưa người nào đó trở về an toàn. Lão thái quân ồ một tiếng, lại hỏi, vậy người cảm thấy, đám tôn nhi kia của lão thân có thể đưa người mang về không? ma ma khom người lão thái quân không phải đã nói sao trần gia một khi ra tay yêu quái ôm đầu chạy sao mộ dung khanh đứng lên chắp tay bổn vương cảm ơn lão thái quân trước rồi tiên vương ra lão thái quân cũng không đứng dậy chỉ là làm một động tác đưa tiễn mộ dung khanh vừa mới chuyển người thái quân lại bỗng nhiên nói chuyện biết lão thân tại sao để cho vương gia không nên rời khỏi kinh thành không mộ dung khanh khẽ mỉm cười trong con ngươi Ánh sáng lạnh lẽo chợt hiện lên, biết trong kinh lúc này sợ là sẽ liên tục xuất hiện loạn lạc rồi. Đáy mắt lão Thái quân có ý tán thưởng, vương gia anh minh. Mộ Dung Khanh xoay người đi. Đêm đó người của Mộ Dung Khanh ở kế cận am thạch đầu, chặn lại được một nhóm bệnh nhân cương thi. Nhóm bệnh nhân này do mấy ni cô đưa đến, từ trong đường hầm dưới đất đi ra, mai phục của Mộ Dung Khanh rất thành công, bắt được mười mấy người. Thời điểm thị vệ bẩm báo Mộ Dung Khanh mộ dung khanh nhíu mày, mười mấy người. Đúng vậy, hôm nay đã đưa về khu dịch, vừa vặn tướng quân Tô Thanh cũng đưa bệnh nhân ở quân doanh và đường Tây Bắc đưa qua. Mộ dung khanh đứng lên, nghiêm nghị nói, toàn thành giới nghiêm, bất kỳ người nào cũng không được tùy tiện ra ngoài. Thị về cả kinh, vương gia, đây là vì sao? Không thể nào chỉ có mười mấy người, bọn họ còn có hang ổ khác. Mộ dung khanh châm giọng nói. Mệnh lệnh giới nghiêm quá trễ, sau khi mệnh lệnh truyền đạt ra lục tục có người tới bẩm báo nói trong kinh nhiều chỗ xuất hiện bệnh nhân cương thi nổi điên cắn người chi trong một đêm báo lên số người bị cắn đã cao đến mấy trăm người nhưng mấy con số này chẳng qua là những bệnh nhân bị bắt lại còn có bệnh nhân chưa bị bắt lại nữa không biết có bao nhiêu sáng sớm hôm sau tiêu kiêu vào cung bẩm báo hoàng thái hậu hạ thương mai không có ở khu dịch lương thái phó nói thêm một câu nói đại phu trong khu dịch nói hạ thương mai không cách nào chữa khỏi dịch chứng, đã chạy trốn. Hoàng Thái Hậu giận dữ, không có ngẫm nghĩ hạ chỉ truy nã hạ thương mai, lại tuyên bố muốn hỏi tội hạ thừa tướng cùng trung lập được quân lệnh trạng. Trước khi lâm triều, mộ dung khanh hạ chỉ để cho tiêu kiêu mang binh mã vào kinh duy trì trị an, thấy bệnh nhân cương thị, lập tức bắt lại đưa đến khu dịch. Lúc lâm triều, hắn để cho binh bộ thưởng thư trước tiên không cần điều tra chuyện đánh nhau trong quân, hắn cần phái binh mã ở kinh thành cùng bên ngoài thành thiết lập cửa ải, tra hết thảy người ra vào thành. Nhưng lại gặp phải sự phản đối của Lương Thái Phó. chương 279, dối giết ngăn lại. Lương Thái Phó không khỏi phản đối Mộ Dung Khanh điều động binh mã, còn mời Mộ Dung Khanh lập tức hạ chỉ, giết chết tất cả bệnh nhân cương thi ở thôn Thạch Đầu. Hơn nữa, phàm là phát hiện còn bệnh nhân cương thi, nhất loạt đều bắn chết tại chỗ, không cần bắt lại đưa đến khu dịch. Đề nghị của Lương Thái Phó, được rất nhiều người đồng ý, thậm chí đại thần lúc trước vẫn trung lập, hôm nay đều dối giết đồng ý đề nghị của lương thái phó. Bởi vì trải qua một đêm bệnh nhân cương thi làm loạn, trong kinh tăng lên rất nhiều bệnh nhân cương thi, làm lòng người bàng hoàng, ai cũng không biết lúc nào sẽ bị cắn. Vì đề phòng chuyện chưa xảy ra, mọi người đều cho rằng cứ xuất hiện thêm một bệnh nhân cương thi giết chết ngay mới là biện pháp tốt nhất. Thái độ của mộ dung khanh rất cứng rắn. Đầu tiên, bổn vương muốn điều động binh mã không phải trưng cầu ý kiến của các ngươi, đây là quyết định của bổn vương. Thứ hai, bổn vương sẽ không hạ chỉ bắn chết bệnh nhân cương thi, kỳ hạn để hạ thương mai lập được quân lệnh trạng chưa tới. Quân lệnh trạng này vừa là hạn chế nàng ấy, cũng là hạn chế triều đình, cho nên, bắn chết cùng một, không cần nhắc lại nữa. Lương Thái Phó khóc lóc, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. vương ra nếu khăng khăng làm theo ý mình, bao che hạ thương mai, đúng là căn nguyên gây hỏa cho đại chu ta a. Lương Thái Phó vừa khóc, khóc đến trước mặt Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu đang tâm phiền ý loạn, nghe Thái Phó khóc phân tích tình huống, bà cũng lo lắng không thôi, ai ra đã hạ chỉ truy nã hạ thương mai, lại đợi thêm hai ngày đi. Lương Thái Phó Bi vẫn nói, Hoàng Thái Hậu, độc đoán độc hành của nhiếp chính vương hôm nay, lại không để ý tới ý kiến của trăm quan, một mặt bao che hạ thương mai, rõ ràng có đại phu đã chỉ ra, hạ thương mai là lén trốn đi, hắn hồn nhiên không để ý, thân đề nghị giết chết bệnh nhân có dịch chứng, phòng ngừa bạo phát lớn thêm lần nữa, hắn lại còn đang chờ hạ thương mai trở lại, nhưng ai biết cô ta có trở lại hay không? Nếu không trở lại, chờ đợi như vậy, kinh đô đại chu ta sớm muộn sẽ biến thành luyện ngục nhân gian. Hoàng Thái Hậu không cho là đúng nói, Thái Phó lo lắng đại chu, yêu tư kích động là khó tránh khỏi, nhưng cũng không cần nói lời đáng sợ như vậy. Lương Thái Phó kích động nói, Thái Hậu, thân tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, không phải chỉ ngắn ngủi một đêm, bệnh nhân cương thi trong kinh đã lên tới 1.000 người rồi. Hoàng Thái Hậu biết tối hôm qua có bệnh nhân cương thi cắn người, nhưng không nghĩ đến sự tình nghiêm trọng như vậy, thật sao? Hoàng Thái Hậu có thể sai người đi điều tra một chút, hạ thương mai lén trốn đi, bệnh nhân cương thi không cách nào khống chế. Hôm nay trong kinh thành đã xuất hiện dấu hiệu bùng nổ trên diện rộng, chúng thân hôm nay tấu lên, để vương gia hạ lệnh giết chết tất cả bệnh nhân cương thị. Thần biết làm như vậy rất tàn nhẫn, thế nhưng, tàn nhẫn cũng không có cách nào, bởi vì bọn họ sớm muộn cũng khó thoát khỏi cái chết, giữ lại tính mạng chờ đợi một người đã trốn đi, còn không bằng giết bọn họ trước, ít nhất có thể bảo đảm giảm bớt ca bệnh. Hoàng Thái hậu lần này thật sự do dự. Dựa theo số liệu tối hôm qua, nếu như tối nay lại xuất hiện bùng nổ trên diện rộng, số người bị lây nhiễm sẽ lên tới độ cao gì không người nào có thể dự đoán trước. Nhưng thật phải giết bọn họ sao? Hôm nay mặc dù bọn họ bị lây bệnh, có thể ban đầu cũng chỉ là một bác tính vô tội a. À thừa tướng đâu? Tướng ra đang ở bên ngoài đợi chỉ, tôn công công nói. Truyền vào, Hoàng Thái Hậu nói. Dạ tôn công công lên tiếng đáp lại rồi đi ra ngoài, truyền thừa tướng đang đợi chỉ ở bên ngoài điện đi vào. Sắc mặt hạ thừa tướng sám trắng quỳ xuống đất, Thái Hậu, thân có tội. Thái Hậu nhìn hắn, nhờ tới hắn làm những chuyện kia, trong lòng không khỏi chán ghét, người đương nhiên là có tội, quân lệnh trạng này ngươi cũng có phần lập xuống, hôm nay con gái ngươi không thấy, Người nói, chuyện này nên làm thế nào? Hạ thừa tướng nằm sắp xuống đất nói, thần cũng không biết nghịch nữ này sẽ trốn đi, ban đầu nàng ta thể rằng có thể trị khỏi bệnh, thần nếu lập được quân lệnh trạng, cam nguyện lĩnh phạt, xin Thái hậu giáng tội. Hoàng Thái hậu đối với thừa tướng này thật sự không hài lòng, nhưng muốn đổi đương triều thừa tướng, là đại sự, nhất là hôm nay trong nước bởi vì bệnh cương thi này nên hỗn loạn, giờ phút quan trọng này, thật đúng là không phế được. Ai ra hạn cho ngươi trong vòng 2 ngày, tìm hạ thương mai trở về, nếu không, trước thừa tướng này của ngươi, đổi người đi. Thần lĩnh mệnh, trong lòng hạ thừa tướng thật sự vô cùng phiền não, không nghĩ tới hạ thương mai đột nhiên rời khỏi kinh thành, mặc dù ông ta không quá tin tưởng hạ thương mai chạy trốn, nhưng người thật sự đã mất tích rồi. Hắn thậm chí hoài nghi là người của lương thái phó bắt cô đi. Có lẽ, đến hôm nay cô đã chết. Nếu quả thật là như vậy, vậy lương thái phó đúng như mẫu thân nói, là một con người mưu mô xảo quyệt. Lương Thái Phó hiển nhiên không muốn lại kéo dài thêm hai ngày, bởi vì hai ngày sau nếu như hạ thương mai trở lại, chữa khỏi dịch chứng, vậy cô chính là đại công thần rồi. Có thể nếu như bây giờ hạ chỉ giết bệnh nhân cương thi, coi như ngày sau cô cầm toa thuốc trở lại, Hoàng Thái Hậu cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô. Thái Hậu, chuyện liên quan rất quan trọng, thần cho là không thích hợp đợi thêm, hẳn nên hạ chỉ đốt thôn. Sắc mặt Hoàng Thái Hậu không vui, hôm nay vương gia lúc lâm chiều nói thế nào. Vương gia bao che hạ thương mai, là cách làm không lý trí, sẽ gieo họa đến căn cơ đại chu, liên lụy đến tính mạng của dân chúng vô tội." Hoàng thái hậu nhàn nhạt nói, chuyện triều chính, ai ra không tiện hỏi tới, nếu vương gia đã quyết định làm như vậy, ai ra không thể chất vấn, chỉ có thể đốc thúc hạ thừa tướng mau chóng tìm được hạ thương mai trở về." Lương thái phó không nghĩ tới hoàng thái hậu cường ngạnh ủng hộ mộ Dung Khanh như vậy, điểm này thật không như hắn dự đoán hắn vốn cho là mộ dung khanh không phải hoàng thái hậu sinh ra, bà đối với mộ dung khanh chắc phải có chỗ kiêng kỵ mới đúng, đầu tiên là ủng hộ chính cương của hắn có thể giải thích vì không muốn bị người khác nắm đằng chui, nói thái hậu bà gây khó khăn cho con trai thứ. Nhưng lần này không giống như vậy, nếu như lần này bà đứng ra, trong chiều rất nhiều người cũng sẽ ủng hộ quyết định của bà, bởi vì bệnh cương thì thật sự làm cho rất nhiều người khủng hoảng. Lương Thái Phó không có cách, chỉ đành phải cùng hạ thừa tướng rời đi hai quan lớn cầm đầu trong chiều, từ khi liên minh đến bây giờ cuối cùng cũng xuất hiện dạn nứt. Ở ngoài điện, hạ thừa tướng hỏi, thái phó, minh nhân không nói ám thoại, hạ thương mai là người bắt đi phải không? Lương thái phó lắc đầu, lời nói thấm thiên nói, tướng ra, lão phu trước kia quả thật muốn dùng chuyện này để chế trụ ngươi, cho nên mới kêu thái tử đặt tướng vị của ngươi vào, nhưng lão phu có thể thề với trời, không bắt hạ thương mai, cũng không biết hạ thương mai đi đâu ngươi không biết nếu ngươi không biết tại sao buộc mộ dung khanh hạ chỉ đốt thôn bởi vì lão phu nhân hoài nghi hạ thương mai đã tìm được toa thuốc đi một cái địa phương nào đó tìm dược liệu nàng ta sẽ không chạy trốn sau lưng nàng ta có nhiếp chính vương tại sao nàng ta phải đi nếu không phải chạy trốn cũng không phải là bị người của ta và ngươi bắt đi nhất định là tự mình rời đi nguyên nhân duy nhất khiến nàng ta rời đi chính là tìm được phương thuốc chữa trị bệnh cương thi hắn thấy hạ thừa tướng vẫn là dáng vẻ không tin, lại nói, tướng ra, nàng ta nếu tìm được phương thuốc trở lại, chữa khỏi dịch chứng, người có biết người phải đối mặt với uy hiếp gì không? Đó chính là con cọp nhỏ của nhà ngươi, răng dài ra rồi, hơn nữa răng so với bất kỳ người nào đều sắc bén hơn, người đầu tiên nàng ta muốn cắn chính là ngươi. Nhưng nếu như mộ dung khanh hạ chỉ giết bệnh nhân cương thi, coi như nàng ta tìm được toa thuốc trở lại, có thể bởi vì cô ta không nói gì sẽ rời đi, hại hơn một nghìn mạng người, cho dù có công, cũng phải bị truy cứu trách nhiệm. chương 280, hận thù dâng lên. Hạ thừa tướng nghe vậy vô cùng kinh sợ, cũng không thèm nghỉ ngờ lương thái phó, vội vàng rời khỏi cung để trở về phủ. Lão phu nhân chính là quân sư phía sau của ông ta, nghe con trai quay về bẩm báo, bà ta cũng cảm thấy tình hình nghiêm trọng. Thái phó phân tích rất đúng, chính xác là hạ thương mai đang đi tìm phương thuốc, thái hậu cho con hai ngày, hai ngày này, cho dù lên trời hay xuống biển, cũng phải vơ vét hết tất cả mọi thứ của con bé. Nhưng mà tìm ở chỗ nào, Hạ thừa tướng thật sự buồn đến trắng cả đầu. Lão phu nhân nói, đi hỏi Liên thị thử đi, có lẽ bà ta biết Hạ Thương Mai ở chỗ nào, lúc cần thiết thì dùng chút thủ đoạn. Nhưng mà, trong nhà của bà ta có người do hoàng hậu phái đến. Chỉ là một thị vệ tên Phan Đan, đưa ít bạc rồi đuổi đi, dù sao thì người mà hắn ta để ý đến là Hạ Thương Mai, không phải là Liên thị, cho dù là Liên thị hắn ta không tính là không làm tròn bổn phận hiện giờ cũng chỉ có cách này hạ thừa tướng gật đầu nói lão phu nhân căn dặn hai ngày nữa hôn sự của con và đại tiểu thư của nhà họ lâm sẽ được định đoạt đừng có đi gặp tây môn hiểu nguyệt nữa tránh để bên kia sinh nghỉ biết rồi mấy ngày nay con cũng không đi gặp bà ta rồi hạ thừa tướng hiển nhiên là không muốn gặp lại tây môn hiểu nguyệt ông ta đã chán ghét người này rồi hơn nữa tấn quốc công cũng không còn giá trị lợi dụng gì cả. Còn nữa, Trần Nguyệt Nhung kia, con nghĩ cách phế bỏ đi, nếu không thì để bà ta ở nhã thất, hạ thương mai vừa chết, liên thị kia cũng không cần phải để ý nữa, phong thủy trận của chúng ta bị hỏng, là đại kỳ, hôm nay bà già này đã đưa thợ mộc đến xem tình huống thế nào, chuẩn bị xây lại lần nữa, lát nữa con đến tìm liên thị, thuận tiện nói chuyện này cho bà ta biết, nếu bà ta không thỏa hiệp, cố ý phá dối, vậy thì cho bà ta biết tay chút đi, hạ thừa tướng xúc động nói, nếu không có mẹ, con trai cũng không biết nên làm cái gì. Ông ta nói như vậy, trong lòng cũng vô cùng sợ hãi, những năm này, làm tướng, quyền cao chức trọng, tất cả mọi người đều cảm thấy ông ta có thể gánh được trách nhiệm lớn như vậy, nhưng mà, chỉ có ông ta biết, cho dù là chuyện lớn hay nhỏ, ông ta cũng phải quay về bẩm bảo với mẹ, để mẹ quyết định cho ông ta xong mới dám đi làm. Một khi để cho người ngoài biết được một thừa tướng đương chiều, lại là một thằng đàn ông bám váy mẹ, vậy thì tiếng tăm của ông ta sẽ bị tổn thất rất nhiều. Cho nên, những năm này mẹ luôn vì con mà bày mưu tính kế, hy vọng có thể thiết lập được nhiều mối quan hệ, củng cố định vị của con, nếu liên thì có thể giúp con được nửa điểm như vậy, thì mẹ cũng không chán ghét mà vứt bỏ bà ta như vậy, cho nên, tí nữa con đi, cũng không cần phải chú ý đến tình cảm gì đó, không có gì có thể quan trọng hơn so với vinh dự của tướng phủ nhà chúng ta, không có gì quan trọng hơn tiền đồ của con. Nhi tử biết, Nhị tử với Liên Thị, không hề có tí tình cảm gì. Vẻ mặt của ông ta lạnh như băng. Ông ta khom người rời đi, đi đến Hạ Trị Uyển. Từ sau khi Thương Mai rời đi, Hạ Trị Uyển vẫn luôn yên bình. Mặc dù nhìn giống như là ngăn cách với đời, nhưng Liên Thúy Ngữ vẫn luôn chú ý đến động tính ở bên ngoài, thông minh như Liên Thúy Ngữ tất nhiên biết Thương Mai đi đâu. Sáng sớm hôm nay, mà mà quay về nói bên ngoài đều nói rằng Thương Mai bỏ trốn, mấy ngày trước. Đám người này nói cô là nữ Bồ Tát, nhưng bây giờ thời thế thay đổi, mỗi người ở đây đều mắng cô, ngay cả chuyện cô hủy bỏ hôn ước cũng bị moi ra để nói. Liên Thúy ngữ nghe Mama nói, khẽ mỉm cười, không cần để ý, miệng đều ở trên người bọn họ, thích nói gì thì nói cái đó. Dù Mama không có tu hành được như bà ta, lại còn chính tai nghe được những lời khó nghe kia, trong lòng cũng cảm thấy tức giận. Lời như vậy, từ đầu đến cuối đầu khiến cho người nghe cảm thấy khó chịu không gấp, đừng để ở trong lòng, liên thúy Ngữ an ủi. Dù ma ma đi ra ngoài, thấy Phan Đan không ở trong sân, nghĩ có lẽ hắn ta trở về cung phụng mệnh của Hoàng hậu nương nương, cũng không có để ý gì nhiều. Bà ta biết buổi chiều liên thúy ngữ sẽ đi ngủ một chút, lập tức muốn đi vào phòng bếp chuẩn bị ít bánh ngọt để lúc liên thúy ngữ thức dậy là ăn. Dù ma ma vừa đi xuống, hạ thừa tướng đến. Trong phòng không có người phục vụ, chân quế liên bị thương vẫn chưa khỏi được, dù ma ma cũng không cần hắn đến phục vụ, vẫn luôn ở phòng của hạ nhân để dưỡng thương. Dung ma ma cảm thấy sợ hãi trong lòng, nhưng bà ta cũng nghĩ rằng hôm nay tướng phủ sẽ không vô cớ mà đến tìm phu nhân tìm phiền phức, nên cũng lơ là. Liên Thúy Ngữ đang đọc sách, thấy có người đi vào, bà ta vô thức mà ngẩng đầu lên, nhìn người đến, vẻ mặt không sợ hãi, cũng không nói gì. Hạ thừa tướng ngồi xuống, nhìn chăm chăm vào bà ta, chậm rãi mở miệng, hạ thương mai đi chỗ nào. Liên Thúy Ngữ đặt sách xuống, dương mắt nhìn ông ta, thương mai ở khu dịch, tất cả mọi người đều biết. Con bé không có ở khu dịch, con bé đi rồi, bà là mẹ của nó, nhất định sẽ biết nó ở chỗ nào. Liên Thúy Ngữ cười, lời này của tướng ra, ta cũng chỉ là mẹ của con bé, cũng không phải là con bé, chân ở trên người, con bé đi chỗ nào, ông làm cha không thể can thiệp được vậy thì người làm mẹ này can thiệp kiểu gì. Càng không thể nào được. Liên Thúy Ngữ, Ân oán của tôi và bà tạm thời vứt qua một bên đi, bây giờ con bé có thể gặp nguy hiểm đó, bà nói cho tôi biết, con bé ở chỗ nào? Là phụ thân, tôi cũng không có hy vọng con bé sẽ xảy ra chuyện gì." Hạ thừa tướng Âm U nói. Liên Thúy Ngữ lắc đầu, "Không biết, nhưng mà, nói con bé gặp nguy hiểm, ta lại cảm thấy con bé ở tướng phủ sẽ còn gặp nguy hiểm hơn." Hạ thừa tướng đang định ôn hòa nói với bà ta, không ngờ rằng bà ta lại không biết xấu hổ, lập tức nổi cơn thịnh nộ, Liên Thúy Ngữ bản tướng đã ôn hòa nói chuyện với bà, là hy vọng sau này chúng ta không biến thành kẻ thù của nhau, bà đừng mà rượu mời không muốn mà muốn uống rượu phạt. Rượu này của tướng ra, ta thật sự không uống nổi, ta không biết thương mai ở đâu, ông cũng đừng đến đây hỏi ta. Liên Thúy Ngữ cầm sách lên, thất lễ rồi. Hạ thừa tướng đứng lên, kéo cánh tay của bà ta, độc ác ném qua một bên, lạnh lùng chất vấn, nói, hạ thương mai đang ở đâu. Liên Thúy Ngữ lảo đảo, khó khăn lắm mới đứng vững được, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt thâm độc kia, trên gương mặt đó xuất hiện những gân xanh ở khắp nơi, bà ta chưa bao giờ thấy bộ dạng này của ông ta, giống như là con chó sói vô cùng hung ác vậy. Có lẽ, đây chính là diện mạo thật sự của ông ta. Tôi không biết, Liên Thúy Ngữ từng câu từng chữ nói, ngay cả chút đau lòng cũng không có, mới biết thật sự mình không còn bị người này làm cho buồn nữa. Hạ thừa tướng cười nhạt, đột nhiên dùng ta túm tóc bà ta đập mạnh vào trên trường, cắn răng nghiến lợi cha hỏi có nói hay không không biết liên thúy ngữ cố gắng không để bản thân mình ngất đi khó khăn nói ông ta cười nhạt được để tôi xem là bà mạnh mồm hay là xương bà cứng ông ta hít một hơi chịu đựng quá lâu rồi ông ta hận cái mạnh mồm này của liên thúy ngữ lời nói ra ở trong miệng của bà ta không có câu nào dễ nghe cả đều là từ chối và lạnh nhạt ông ta dùng sức túm tóc bà ta kéo xuống đất rồi lại đẩy cả người liên túy ngữ bổ nhào vào góc nhọn của bàn, người bà ta mềm nhũn trượt xuống, trong miệng tràn đầy máu tươi. Nhưng mà đáy mắt của bà ta vẫn có ánh sáng ngang ngược, vịn ghế đứng lên, cố gắng đứng thẳng, tôi nói là không biết, cho dù có đánh chết, tôi cũng không biết. Ông ta nhìn vẻ mặt ngang ngược kia, lửa giận lại sông lên, đã không còn là vì chất vấn hạ thương mai. Thù mới hận cũ, sông lên não, câu nói kia của lão phu nhân, vang vọng trong đầu ông ta, nếu bà ta có thể giúp con được nửa điểm như vậy cũng không đến mức như vậy. Đúng vậy, cha bà ta là đại học sĩ Liên, ở trong triệu có mạng lưới giao tiếp to lớn, mà Liên Thúy Ngữ cũng là tài nữ ở Vương Triều Đại Chu, biết bao nhiêu người vì thể diện của bà ta, nhưng mà, những năm này, ngoại trừ việc bà ta ăn dấm rồi đố kỵ, thì còn có thể làm gì? Hận y dâng lên, độc ác trong lòng sinh ra. chương 281, đòn hiểm. Ông ta lần tới ấm nước trên bàn, ấm nước này là lúc du ma quay về đem vào, cực kỳ nóng. Ông ta cười gắn, túm lấy cổ áo bà, một chân đá vào cảng chân bắt bà quỳ xuống một cách thảm hại, sau đó lại ra ấm lên mở u bàn tay bà, rồi nhấc ấm nước lên cao trên đỉnh đầu bà A, giọng điệu lạnh lùng như buổi sáng mùa đông băng giá cơ hội cuối cùng, nói hay không. Chán liên thúy ngữ chảy máu, đây là vừa nãy lần đầu tiên lôi bà đi thì va phải cột rôi bị thương, dòng máu âm nóng dính nhất xuôi theo khóe mắt, chảy vào miệng, Mang theo vị tanh của máu Không biết Bà tâm lạnh như sắt Nét mặt vẫn cuột cường như trước Được Khuôn mặt hạ thừa tướng vặn vẹo Cười ác độc Hơi nghiêng tay Nước sôi trong ấm từ từ chảy ra Châm chậm chảy xuống đầu liên thúy ngữ Nước sôi đổ lên miệng vết thương Loại đau đớn này không thể tưởng tượng nổi Cả người liên thúy ngữ run lên vì đau Nhưng vẫn cắn chặt răng Không kêu đau dù chỉ một tiếng Vẫn cứ chịu đựng zuma ma ma ở bên ngoài nghe thấy động tính vội vàng bước vào, thấy tình cảnh này, sợ tới mức hồn phi phách tán, tướng ra, ngài đang làm gì vậy? Ngài định giết huyện chúa sao? Hạ thừa tướng một chân đạp tới, đá vào bụng du ma ma, du ma ma nhịn đau đứng dậy thì bị người ta lôi ra ngoài cửa. Du ma ma gắng sức vùng vẫy, kinh hoàng kêu lên, tướng ra xin hãy suy nghĩ kỹ đi, đánh chết giết huyện chúa, không hề có lợi cho ngài. Giọng nói của bà ta càng ngày càng xa, mãi cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa liên thúy ngữ chịu đựng cơn đau đớn tột cùng nghiến răng nói bà ta là người bên cạnh hoàng hậu ông làm hại bà ta hoàng hậu sẽ không bỏ qua cho ông hoàng hậu sẽ không cần một kẻ phản bội nếu bà ta biết du ma ma đã quy thuận hạ thương mai cũng không thể giữ lại bà ta nữa hạ thừa tướng cười nhạo nhìn ra đầu và vầng trán đã đỏ bừng của bà ta thân thể run dấu ẩy liên tục nhưng cố chấp không hét lên cơn giận càng trở nên dữ dội hơn từ trước đến nay ta luôn muốn biết miệng của bà cứng đến mức nào xem ra quả thật là đủ cứng ông ta ném ấm nước xuống đất lôi liên thúy ngữ đã suýt ngất đi ra ngoài sân trong sân của hạ trí uyển có một cái giếng ông ta lấy dây thừng tháo cái xô ra rồi trói bà ta lại trong mắt ông ta có sự căm hận điên cuồng ông ta đã quên mất mục đích của hôm nay đến đây chỉ muốn phát tiết tất cả sự tức giận trong mười mấy năm qua liên thúy ngữ bị ông ta tra tấn đến mức suýt ngất xỉu cả người không còn chút sức lực chỉ có thể để tùy ông ta xử trí sau khi trói lại ông ta lắc cái cần bơm nước của giếng nước, từ từ hạ bà ta xuống, ông ta cười điên cuồng, tiếng cười nghe như tiếng khóc, nhưng sâu trong lòng ông ta lại có một niềm vui hả hê khó tả. Cơ thể của Liên Thúy nữ bị ngâm trong nước giếng lạnh giá, ông ta liên tục chuyển động cần bơm nước, đến khi nước giếng qua cổ, cằm, môi, mũi rồi đến mắt. Khoang ngược chịu áp lực lớn, nước giếng lạnh lẽo như muốn xé nát tim phổi của bà, toàn thân bà ta bị chói nhưng vẫn cố gắng dãy ruộng hạ thừa tướng ở bên cạnh giếng nhìn thấy sợi dây thừng đung đưa dữ dội ông ta cười một cách thâm độc cười đến rất vui vẻ bà sẽ biết mùi vị của cái chết bà sẽ biết mùi vị của sợ hãi ta muốn nhìn thấy khuôn mặt kia của bà xem còn có thể giữ vẻ mặt bình tĩnh nữa hay không liên tùy ngữ bà thanh cao làm cái gì bà dựa vào cái gì mà lại xem thường bản tướng rốt cuộc thì bà cũng phải chết trong tay bản tướng mà thôi cơn điên của ông ta đã có từ lâu vẫn luôn ngấm ngâm chịu đựng Bây giờ cuối cùng cũng bùng phát. Loại khoái cảm này khiến cả người ông ta nổi hết da gà, đó là một loại khoái cảm gần như đến đỉnh điểm, xuyên suốt cơ thể. Cuối cùng ông ta cũng biết, ông ta vốn từng yêu bà, chỉ là bây giờ, ông ta hận bà, thật sự hận, căm hận. Ông ta nhớ tới ngày đó, khi ông ta từ xa nhìn Trần Nguyệt Nhung cùng thái tử đánh đập tàn nhẫn Hạ Thương Mai, thấy niềm vui sướng trong đáy mắt của Trần Nguyệt Nhung, lúc đó chỉ cho là mình nhìn lầm, nhưng hóa ra không phải thì ra khi ngươi tra tấn một người mà ngươi căm ghét, trong lòng lại sảng khoái như vậy. Khi Liên Thúy Ngữ nghĩ rằng mình sắp chết, dây thừng được thu lại, nhanh chóng kéo bà ta lên, bà ta mở miệng hít thở theo bản năng, ý thức dần trở lại, nhưng đột nhiên, dây thừng lại hạ xuống, bà ta lại bị ngâm trong nước, cứ như vậy lặp lại nhiều lần, bà ta ngay cả sức giấy rụa cũng không còn nữa. Ý thức mất dần, bên tai bà vẫn là tiếng cười ngạo nghễ điên cuồng của ông ta, bà ta không biết đã qua bao lâu, lại nghe thấy giọng nói hung ác của ông ta, hạ thương mai sẽ chết, bà cũng sẽ chết, mẹ con các người sẽ không được chết tử tế. Khi bà ta tỉnh lại, nghe thấy dù ma đang giống to bên tai, phan đan, người tuân theo ý chỉ của hoàng hậu nương nương ở lại hạ trí huyền này để bảo vệ phu nhân và huyện chúa, vừa nãy ngươi đi đâu vậy hả? Giọng nói lạnh nhạt của phan đan truyền đến, xin lỗi, hoàng hậu nương nương chỉ kêu ta bảo về đại tiểu thư, còn về phần ân oán giữa huyện chúa và thừa tướng, ta không thể can dự, cũng không thể nhúng tay vào. Người cái rắm rõ ràng là người nhận bạc của tướng phủ. Dù ma ma chửi ầm lên, ta nhất định sẽ đến trước mắt hoàng hậu nương nương làm một bản vạch tội ngươi, người cứ chờ đấy. Phan Đan kỳ quái nói, dù ma, đừng trách ta không nhắc nhở bà, bà cho rằng tại sao ta lại ở đây. Là bởi vì hoàng hậu nương nương sinh lòng nghi ngờ đối với bà, bà nghĩ rằng hoàng hậu nương nương còn có thể tin lời bà nói sao. Một khi hạ thương mai chết, người bồi táng chính là bà đấy. lần này bà chọn nhầm chủ nhân rồi. đầu của liên thúy ngữ nghiêng đi, lại chìm vào hôn mê. hạ thừa tướng không thể tìm được tung tích của hạ thương mai từ chỗ của liên thúy ngữ trong lòng rất nôn nóng. vừa hay nha hoàn của tây môn hiểu nguyệt đến nói rằng tây môn hiểu nguyệt muốn gặp ông ta, ông ta từ chối thẳng thừng, bảo nàng ta cút về. tuy nhiên hạ nhân quay lại báo rằng nha hoàn này có chuyện cần nói, hơn nữa chuyện này rất quan trọng, ông ta bèn chuyên nha hoàn kia vào chủ nhân nhà ngươi có chuyện gì? Hạ thừa tướng sau khi ra tay tàn độc, khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng gân như sắp phát điên. Nhà hoàn bước đến gần ông ta, mỉm cười nói, tướng ra, tiểu thư nhà chúng tôi mời ngài qua một chuyến. Ngươi nói với nàng ta, bản tướng rất bận, không có thời gian rảnh để qua, đợi đến khi nhàn rỗi tự nhiên sẽ đến thăm nàng ta. Nhà hoàn lại tiến gần một bước, tướng ra, tiểu thư nói, nàng biết tung tích của đại tiếu thư nhà họ hạ, nếu như tướng ra muốn biết, thì đi hỏi nàng. Hạ thừa tướng nhanh chóng nhướng mắt, nàng ta biết. Không sai, nàng biết. Hạ thừa tướng thay đổi sắc mặt, ừm, người về trước đi, nói với nàng ta, bản tướng thay y thường rồi sẽ đến. Vâng, vậy nô tỉ xin cáo lui trước. Hạ thừa tướng không quá tin tưởng rằng Tây Môn hiểu nguyệt biết tung tích của Hạ thương Mai, nhưng Hoàng Thái Hậu chỉ cho ông ta thời gian 2 ngày. Nếu không tìm được Hạ thương Mai, ông ta dù không bị tước đoạt chức quan, cũng nhất định sẽ bị trừng phạt. Dạo gần đây ông ta luôn gặp vận xui, không thể lại bị hoàng thái hậu điểm mặt phê bình, hơn nữa, cũng không muốn chỉ dựa vào lương thái phó để giữ chức vị thừa tướng này. Hơn nữa, ông ta thật sự lo lắng Hạ Thương Mai sẽ tìm được phương thuốc, một khi Hạ Thương Mai lập công, ông ta đừng nói là chức quan, ngay cả mạng sống cũng khó bê giữ được. Những nỗ lực của ông ta trong nhiều năm, sẽ vì vậy mà bị hủy đi trong chốc lát. Cho nên, mặc cho trong lòng có nhiều nghi hoặc, ông ta vẫn muốn đi một chuyến ôm một chút hy vọng như vậy. Nguyệt Nhung phu nhân nhìn hạ thừa tướng đi ra ngoài, bà ta vừa mới biết hạ thừa tướng đã đi đến hạ trí huyển làm loạt, bà ta cũng đã đi thăm liên thúy ngữ, nhìn thấy bà ta bị tra tấn thảm như vậy, cuối cùng trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Bà ta cho rằng, Tây Môn Hiểu Nguyệt nhất định có thể phá hoại hôn sự của ông ta và nhà họ Lâm, hơn nữa còn sẽ ồn ào đến mức mưa gió khắp thành, khiến không ai dám gả cho ông ta nữa. Đến lúc đó, Bà ta chính là nữ nhân duy nhất của ông ta, cho dù có phải là phu nhân hay không, bà ta suy cho cùng vẫn là cưới về một cách danh chính ngôn thuận. Chương 282, ta không sợ chết. Hạ thừa tướng đến tiểu viện của Tây Môn Hiểu Nguyệt, ra lệnh cho người hầu đứng đợi bên ngoài, còn mình đi theo nha hoàn vào trong. Tây Môn Hiểu Nguyệt đứng trước hiên nghênh đón, Hạ thừa tướng thấy hôm nay nàng ta cố ý ăn mặc đẹp, trên người mặc một chiếc váy gấm màu hạt lựu thắt eo, trang điểm rất tinh xảo thoa phấn cũng không nhìn thấy vết sẹo, lông mày lá liễu, đôi môi đỏ mọng, ba ngàn sợi tơ xanh búi thành kiểu đuôi ngựa, những chiếc châm cài tóc tua rua mả vàng nhỏ giọt được cắm chéo, khi đi lại sẽ phát ra tiếng len ken, không thể nói lên sự lười biếng xinh đẹp. nàng ta đứng trước hiên nhà tràn đầy ý cười, ngài đến rồi. hạ thừa tướng thấy nàng ta hôm nay ăn vận lộng lấy, cũng không có nửa phần hứng thú, nhưng nhớ ra còn phải câu cạnh nàng ta bèn nhẹ giọng nói, đến rồi, mấy ngày nay vẫn tốt chứ? Tốt, chỉ là vô cùng nhớ ngài nàng ta lao về phía trước, bổ nhào vào vòng tay của ông ta, một làn phấn son ập vào mũi, ông ta cố kìm lại sự chán ghét, nhẹ nhàng ôm nàng ta. Ta cũng nhớ nàng, nhưng việc phiền não quấn thân, không thể đến thăm nàng được. Thiếp cũng biết, vất vả cho ngài rồi nàng ta buông ông ta ra, mi mục hàm tình ngước nhìn ông ta, sau đó dắt tay ông ta vào trong, vào đây đi thiếp có chuẩn bị rượu và thức ăn uống với thiếp một chút hạ tướng quân đi theo nàng ta vào trong nhưng không quên chuyện chính nha hoàn của nàng nói nàng biết tung tích của hạ thương mai có đúng không tây môn hiểu nguyệt mỉm cười nói đúng vậy thiếp biết cô ta đi đâu đi đâu hạ thừa tướng vội vàng hỏi nàng ta đỡ bả vai ông ta ngồi xuống còn mình cũng thuận thế ngồi bên cạnh ông ta rót rượu cho ông ta việc gì gấp vậy ăn chút gì với thiếp trước đã Hạ thừa tướng nói, ta bây giờ làm gì có lòng giả ăn cơm uống rượu chứ? Nếu trong vòng hai ngày không tìm được cô ta, chức quan thừa tướng của ta sẽ khó giữ. Tây môn hiểu nguyệt dịu dàng nói, cơm vẫn là phải ăn, hơn nữa, cô ta có thể chạy trốn đến đâu cơ chứ? Ăn cơm trước, ăn xong rồi thiếp lập tức nói với ngài. Hạ thừa tướng nhìn bàn thức ăn đầy đồ ăn ngon, nhưng không có một chút khẩu vị nào, ngoài bị chuyện của hạ thương mai làm cho tâm phiền ý loạn ra, còn bởi vì ông ta đã gặp mặt tiểu thư của nhà họ Lâm một lần. Tiểu thư nhà họ Lâm không tính là tuyệt sắc, nhưng rất thanh thuần, khi cười lên lại giống như hoa sơn rực rỡ, chỉ một cái liếc mắt cũng khiến người ta cảm thấy trong lòng dễ chịu. Ông ta quá cần kiểu nữ tử chưa trải sự đời này để phá vỡ cuộc sống tẻ nhạt của ông ta, tuổi tác của nàng ta, sắc đẹp của nàng ta, tuổi xuân của nàng ta, đều là thứ mà ông ta khao khát. Bây giờ khi ông ta nhìn lại, vẫn không rõ tại sao mình lại lấy chân Nguyệt Nhung, còn say mê nhiều năm như vậy. Không ăn nữa, nàng nói nhanh đi, ta sắp phải đi rồi hạ thừa tướng rốt cuộc không thể kìm nén được sự chán ghét trong lòng, lạnh nhạt nói. Nụ cười của Tây Môn Hiểu Nguyệt ngưng lại bên môi, đặt đũa xuống, đáy mắt hiện lên một tia bi thương, bây giờ ngay cả cùng thiếp ăn một bữa cơm cũng không nguyện ý nữa rồi sao? Nếu đã như vậy, ngài mau đi đi, sau này cũng đừng đến nữa hạ thừa tướng nhìn thấy nàng ta thay đổi từ dịu dàng trở nên lãnh đạm trong bụng phát cáu nhưng không thể tức giận vẫn chưa biết tung tích của hạ thương mai từ miệng nàng ta làm sao có thể bỏ đi đây được là lỗi của ta ta nhận sai ta bồi nàng ăn ông ta nhẹ nhàng nói tây môn hiểu nguyệt liếc nhìn ông ta thiếp cũng không muốn miễn cưỡng ngài thiếp biết ngài không thích thiếp thiếp cũng không phải nhất định quấn chặt ngài không buông hạ thừa tướng kéo tay nàng ta lại là ta không đúng ta nhận lỗi, được không? Sau này sẽ không như vậy nữa. Tây môn hiểu nguyệt lúc này mới chuyển từ giận dỗi sang vui vẻ, vậy ngài nói, ngài có thích thiếp không? Hạ thừa tướng nhìn khuôn mặt đắp đầy phấn của nàng ta, thật ra nàng ta rất trẻ, nhưng luôn khiến người khác có cảm giác già nua. Thích, đương nhiên là thích rồi hạ thừa tướng không nhìn mặt, nghĩ một đàng nói một nẻo. Tây môn hiểu nguyệt gắp một miếng thịt bỏ vào trong bát của ông ta, vậy thì ăn đi, ăn một bữa cơm cùng thiếp, rồi ngày hãy đi tìm hạ thương mai, bắt cô ta về. Sau đó, lại rót đầy rượu, đấy đến trước mặt ông ta, mỉm cười xinh đẹp nhìn ông ta. Hạ thừa tướng bưng chén rượu một hơi uống cạn, sau đó lại ăn bừa vài miếng thịt, rồi đặt đũa xuống ta ăn no rồi. Tây môn hiểu nguyệt vẫn luôn im lặng nhìn ông ta ăn, thấy ông ta bỏ đũa xuống, chỉ mỉm cười nói, được, ăn xong rồi thì tốt hạ thừa tướng vẻ mặt nghiêm túc hỏi vậy bây giờ có thể nói cho ta biết hạ thương mai đang ở đâu chưa tây môn hiểu nguyệt bỗng nhiên cười diễu cợt thiếp làm sao biết nàng ta đi đâu chứ thiếp cũng không quan tâm nàng ta đáy mắt hạ thừa tướng lướt qua một tia phẫn nộ vì bị lừa gạt nàng không biết đúng vậy thiếp không biết giọng nói của tây môn hiểu nguyệt trở nên lạnh lùng nhẹ nhàng vỗ tay cửa lập tức đóng lại hạ thừa tướng trong lòng cả kinh đứng phát dậy lại phát hiện cả người mất sức, vừa đứng lên lại lập tức ngã xuống. Ông ta kinh hãi nhìn món ăn trên bàn, phẫn nộ nói, người hạ độc. Tây môn hiểu nguyệt ngồi xuống, nụ cười ấm áp, yên tâm, loại độc này, không lấy được mạng tướng ra ngày đâu, chỉ là một ít thuốc mê, hơn nữa liều lượng cũng rất nhẹ, chỉ khiến ngài mất đi sức lực, ý thức không ổn định mà thôi. Tại sao ngươi lại làm như vậy? Hạ thừa tướng mặt tái nhợt, nếu như không phải toàn thân không có sức lực, thì ông ta đã bóp chết Tây Môn Hiểu Nguyệt rồi. Tây Môn Hiểu Nguyệt nâng ly rượu, xoay một vòng trên môi nhưng không uống, cười xinh đẹp, bây giờ ngài nói cho ta biết, ngài còn thích ta không? Hạ thừa tướng lường trước nàng ta cũng không dám làm gì với ông ta, ông ta là thừa tướng đương triều, nếu ông ta có mệnh hệ gì, thì cái mạng của nàng ta cũng không còn. Ông ta nhìn chằm chằm nàng ta, sắc mặt trở nên hết sức chán ghét thích hư. Ngươi bây giờ có phần nào đáng để ta thích ngươi? Ta chán ghét ngươi, căm ghét ngươi còn không kịp, nếu không phải nha hoàn của ngươi nói ngươi biết tung tích của Hạ Thương Mai, thì ta ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn ngươi." Tây Môn Hiểu Nguyệt cười nhẹ thành tiếng, nước mắt lại bỗng nhiên lăn xuống, "Vậy thì, trước giờ ngài chỉ là đang lợi dụng ta sao?" "Không sai, ngươi hãy chết tâm đi, cứ cho là người khiến bản tướng hôn mê ở đây, bản tướng cũng sẽ không lấy ngươi hạ thừa tướng lạnh lùng nói." Tây Môn Hiểu Nguyệt dù cho đã biết, nhưng vẫn tan nát cõi lòng nàng ta cười lạnh đúng vậy ngài đã muốn lấy tiểu thư nhà họ lâm rồi làm sao lấy ta nữa biết rồi thì tốt trói buộc cũng không có nghĩa lý gì ngươi là quả phụ của một danh tướng phong quang vô hạn không nhất thiết phải vướng mắc với ta không có lợi cho danh tiếng của ngươi thả bản tướng ra ngày sau ta sẽ không truy cứu chuyện này nữa còn nếu không sắc mặt ông ta phút chốc trở nên cực kỳ u ám nếu không bản tướng nhất định sẽ truy cứu tội của ngươi truy cứu đi Tây Môn Hiểu Nguyệt đứng dậy, lạnh nhạt nói, "Ngài cho rằng đến bây giờ ta còn sợ ngài truy cứu tội gì sao? Cái chết đối với ta mà nói, chẳng qua cũng chỉ là một sự giải thoát." Hạ thừa tướng chỉ biết Tây Môn Hiểu Nguyệt quý trọng danh dự, nhưng không biết rằng một nữ nhân khi bị tổn thương đến mức tuyệt vọng sẽ ác độc như thế nào, một khi đã hận, chẳng cần nói đến danh tiếng, ngay cả tính mạng cũng có thể không cần. Ông ta vịn ghế muốn đứng dậy, thử vài lần, nhưng không cách nào đứng vững được vô lực mà ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn nàng ta, nét mặt không nhẫn nại nói, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào. Tây môn hiểu nguyệt từ trong tủ lôi ra một con dao găm sắc bén, cười tươi như hoa, ngài nói xem. Hạ tướng quân trong lòng có chút sợ rồi, người giết bản tướng, người sẽ không thoát được đâu. Ta nói rồi, ta đã không sợ chết tây môn hiểu nguyệt từng bước ép lại gân, khuôn mặt giữ tợn cười lên như một con quỷ dạ xoa. chương 283, tướng ra tuyệt tự ngoài cửa là người của tây môn hiểu nguyệt đang canh gác về phần người của hạ thừa tướng lại ở bên ngoài viện sau khi cửa lớn đóng lại tiếng động trong phòng đều không chuyên gia mọi khi hai người này cũng tới đây với hạ thừa tướng ông ta thường ở lại hơn một canh giờ mới đi cho nên hai người lại tìm một quầy hàng ở bên ngoài và ngồi xuống tính chờ hết nửa canh giờ mới quay lại một tiếng hết thảm vọng ra đã xé rách không trung nhưng tiếng hết thảm này vô cùng thê thương và có chút biến điệu khiến người ta tưởng ở đây đang giết lợn. Tây môn hiểu nguyệt mở cửa phòng, trong tay cầm thanh đoàn kiểm có dính máu, gương mặt lạnh lùng, bình thản, người đâu tới đây, tướng ra không cẩn thận ngã xuống, vừa vặn bị đoản kiếm đâm trúng đúng quần, mau mời đại phu đi. A à, hoàn thò đầu nhìn qua, chỉ thấy hạ thừa tướng lăn lộn trên mặt đất, hai tay che đúng quần, máu chảy ra thành từng đường ngoằn ngoèo trên mặt đất, nàng ta phúc thân nói, nô tỳ đi ngay. Tây môn hiểu nguyệt quay về, dùng khăn tay lau đoạn kiếm rồi ngồi xổm xuống đất, nhìn hạ thừa tướng đang không ngừng lăn lộn, kêu lên thảm thiết rất đau sao. Hạ thừa tướng muốn giơ tay bóc cổ tây môn hiểu nguyệt. Đau đớn làm ông ta lấy lại chút sức lực, nhưng vẫn không có cách nào nắm được nàng ta. Trong mắt ông ta đầy lửa giận, gần từng từ tây môn hiểu nguyệt, bản tướng thê sẽ khiến cả tộc tây môn của ngươi phải đoạn tử tuyệt tôn. Tây môn hiểu nguyệt nở nụ cười, tộc Tây môn có thể đoạn tử tuyệt tôn hay không thì ta không biết, nhưng hạ hòe quân ngươi nhất định phải đoạn tử tuyệt tôn hạ thương mai là con gái duy nhất của ngươi ngươi lại không thể giữ nàng lại nàng chết rồi huyết mạch nhà ngươi xem như đã đứt độc nhất là lòng dạ đàn bà ngươi thật ác độc hạ thừa tướng nghiến răng nghiến lợi nói tây môn hiểu nguyệt lạnh lùng nói ngươi không nên tới trêu chọc ta ta không phải là liên thúy ngữ mà có thể mặc cho ngươi tổn thương suốt mấy chục năm vẫn lặng lẽ nhịn xuống ai phụ ta ta nhất định phải đòi lại Người ra khỏi cửa này, có thể nói lớn cho tất cả mọi người biết là Tây Môn Hiểu Nguyệt ta đã chém đứt của quý của ngươi, nếu ngươi có mặt mũi nói ra được. Nàng ta ném đoạn kiếm xuống, không nhìn ông ta nữa, đóng cửa đi ra ngoài. Nàng ta đi vào trong gian phòng bên cạnh, gương mặt thẫn thờ nói, ta đã báo được thù, cảm ơn vương gia đã hiến kế. Trong phòng có một người quay mặt vào tường, trên tường có một lỗ nhỏ, có thể nhìn thấy tất cả mọi chuyện xảy ra trong phòng bên cạnh. Hắn xoay người, không ngờ chính là mộ dung khanh hắn nhìn tây môn hiểu nguyệt nhếch môi cười hôm nay tâm trạng của bản vương tốt ngươi có thể đưa ra một yêu cầu tây môn hiểu nguyệt im lặng một lát mới nói hy vọng vương ra bảo vệ ta rời khỏi kinh thành một đường không cần lo lắng được mộ dung khanh đi nhanh ra ngoài bản vương đã thu xếp cho ngươi rời khỏi kinh thành ta nghĩ phu nhân hẳn có đủ bạc khiến nửa đời sau của ngươi có thể ngủ yên mà không cần lo lắng có gì khiến người ta vui sướng hơn là làm hạ hòe quân đoạn tử tuyệt tôn chứ? Ông ta vẫn luôn muốn giết con gái của mình, lại như ông ta mong muốn. Sau này ông ta sẽ không thể có con nữa. Hạ Thương Mai là cốt nhục duy nhất của ông ta ở trên thế giới này, nhưng ông ta lại muốn giết chết cô. Bởi vì nếu không giết cô, cô sẽ giết ông ta. Mộ Dung Khanh rời đi theo lối cửa sau. Khi hắn lên xe ngựa, trên xe ngựa có người đang chờ hắn thật ra ngươi không cần phải tự mình đi xem tiêu kiêu thản nhiên nói đáng lẽ phải để cho thương mai nhìn thấy cảnh tượng đó nàng không có cách nào nhìn được bản vương lại nhìn thay nàng mộ dung khanh nói tiêu kiêu nhìn hắn ngươi còn thật sự động tâm à ngươi không sợ có ràng buộc sau này sẽ bị người ta khống chế sao mộ dung khanh dựa lưng về phía sau bản vương không có tham vọng cũng không muốn làm chuyện gì lớn sợ gì ràng buộc chứ ngược lại sợ đầu sợ đuôi không dám theo đuổi mới là biểu hiện hèn nhát. Đừng có chỉ trích người khác, ta không giống người tiêu kiêu quay mặt đi. Ngươi và phu nhân của ngươi quanh năm không gặp mặt lấy một lần, sao không sớm ngày hòa ly đi?" Mộ Dung Khanh hỏi. "Không cần thiết phải làm vậy." Giọng Tiêu Kiêu có chút ủ rột, bầu không khí dường như thoáng cái đã trở nên nặng nề, khiến hắn ta không thở nổi. Bản Vương không biết rõ lắm về chuyện xảy ra giữa các ngươi. Chẳng qua ban đầu ngươi yêu tráng tráng, yêu tới chết đi sống lại, cuối cùng khi có thể nhận được thì ngươi lại buông tha. Tiêu kiêu quay đầu, vén rèm nhìn con hẻm văng, yên tĩnh bên ngoài, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Hắn ta sẽ không cần lo lắng, cho dù một ngày kia, hắn có chết ở chiến trường, ra ngựa bọc thây đưa về, cũng sẽ không có ai phải quá mức thương tâm. Mộ Dung Khanh không nói về đề tài này nữa, sự im lặng lan tràn giữa hai người. Rất lâu sau, Tiêu Kiêu mới nói, hạ thừa tướng gặp phải mất mát nặng nề này, hạ thương mai là con gái duy nhất của ông ta, hy vọng ông ta có thể nghĩ tới điều này mà nương tay với nàng. Không phải ngươi đi tìm Tây Môn Hiểu Nguyệt là vì mục đích này sao? Coi như đã bỏ nhiều tâm tư sức lực để suy tính rồi. Ngộ Dung Khanh lại thản nhiên nói, không, muốn bảo ông ta tha cho Thương Mai là chuyện gần như không thể thực hiện được. Bản vương xúi dục Tây Môn Hiểu Nguyệt chẳng qua là vì mấy ngày gần đây thấy mất hứng muốn tìm chút việc vui thôi kẻ cầm đầu gây họa trong bữa tiệc bệnh cương thi tối nay chính là ông ta mấy trăm người bị cắn đều do bọn họ tỉ mỉ sắp xếp chỉ cướp đi của quý của ông ta xem như đã lợi cho ông ta rồi nhưng tất cả chỉ là tạm thời thôi tiêu kiêu cười nhạt một tiếng rõ ràng không tin trong tướng phủ lão phu nhân nhìn thấy đúng quần của con trai đầy máu tức giận đến mức toàn thân run rẩy hạ thừa tướng đau tới hôn mê khi đại phu tới lắc đầu nói lão phu nhân lão phu bất lực hắn sẽ chết sao trong mắt lão phu nhân lạnh như băng tính mạng không đáng ngại nhưng sau này tướng ra lại không khác với công công trong cung đại phu thở dài nói lão phu nhân hận đến phun ra một ngụm máu điều này có nghĩa là huyết mạch nhà bà ta từ nay về sau sẽ không còn nữa bà ta sai người lấy ra một số lớn bạc đưa cho đại phu lạnh lùng nói mong rằng đại phu giữ kín bí mật về chuyện này nếu có chút tin đồn nào truyền ra ngoài, cẩn thận tính mạng của cả nhà ngươi đấy." Đại phu khoát tay, "Lão phu không cần bạc nữa. Chuyện này có liên quan tới thể diện của tướng gia, lão phu tất nhiên sẽ ngậm miệng không nói ra ngoài, nếu nhận khoản bạc này, cũng không biết là phúc hay là họa, vẫn không nên nhận thì tốt hơn." "Vậy thì tốt," lão phu nhân nói. Đại phu do dự một lát, "Vết thương của tướng gia đã được xử lý." "Lão phu không nói." nhưng khó bảo toàn người xử lý vết thương cho tướng ra sẽ không nói ra ngoài nói. Lão phu nhân chậm rãi ngồi xuống, người đâu, tiến đại phu. Đại phu chắp tay rời đi. Lão phu nhân ngồi ở bên giường, toàn thân không ngừng run giấy, vừa tức vừa bi thương, người đâu, dẫn kẻ hầu hạ tướng ra tới. Hai tên tùy tùng này được nha đầu của Tây Môn Hiểu Nguyệt tới thông báo, mới biết được tướng ra gặp chuyện không may. Khi đó thì đại phu đã tới rồi. Hai người tiến đến quỳ trước giường và run lẩy bẩy. Nói, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Lão phu nhân nghiêm giọng hỏi. Tùy Tùng nói, hồi bẩm lão phu nhân, nô tài cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Tướng gia bảo chúng ta chờ ở bên ngoài viện của Tây Môn tiểu thư, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Tây Môn tiểu thư? Lão phu nhân nắm chặt tay, móng tay ấn vào da thịt, hắn lại đi gặp Tây Môn Hiểu Nguyệt à? Hồi bẩm lão phu nhân, hôm nay nhà đầu của tây môn hiểu nguyệt tìm đến tướng gia nói tây môn tiểu thư biết tung tích của đại tiểu thư tướng ra đi ngu xuẩn ngu xuẩn lão phu nhân dậm chân nhìn hạ thừa tướng chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép bây giờ tuy bọn họ chưa công khai chuyện hôn sự với lâm gia nhưng dù sao vẫn có người biết sao ông ta còn có thể đi gặp tây môn hiểu nguyệt chứ cả đời chịu thiệt vì phụ nữ lại không biết phụ nữ hung ác lên còn lợi hại hơn cả sói ác sao chương 284, kế trong kế. Bi kịch của tướng phủ chắc chắn sẽ không dừng ở đây. Sáng sớm hôm sau, mấy trăm tên thị vệ bao vây tướng phủ. Những thị vệ này đều là ám vệ của phủ An Thân Vương. An Thân Vương trước giờ không sai người theo dõi Liên Thúy Ngữ, bởi vì ngày ấy ở Liên Phủ, ông ta đã nói với bà ta, ta tác thành cho sự tự tôn của nàng, tác thành cho sự lựa chọn của nàng. Nhưng ta hy vọng nàng biết ta ở đây, nếu nàng cần tới ta, Ta sẽ đến ngay, nhưng nếu nàng không cân ta, ta sẽ không quấy dây tới sự yên tĩnh của nàng." Mãi đến ngày đó, Zuma ma tìm tới cửa và báo cho ông ta biết hạ thừa tướng đã hành hung. Ông ta giận dữ vì hồng nhan mà dẫn theo binh mã chặn đường tướng phủ. Ông ta đã rất lâu không mặc giáp, hôm nay ông ta lại mặc vào. Cuộc đời chinh chiến của ông ta đã dừng lại vào nhiều năm trước. Ông ta ghét chiến tranh, ghét chém giết, nhưng lần này ông ta lại mặc áo giáp lên. Muốn báo cho một vài người nào đó biết, ông ta lại sẵn sàng chiến đấu vì một người. Suốt cả một đêm, lão phu đều không ngủ, sáng sớm lại nghe được Thúy Ngọc nói tướng phủ bị chặn, còn là An Thân Vương dẫn người tới. Bà ta tức giận muốn phát điên, vội vàng khoác áo ra ngoài. Khi nhìn thấy toàn thân An Thân Vương mặc khôi giáp màu vàng, cưỡi trên lưng ngựa với gương mặt lạnh như băng, bà ta lập tức nói với Thúy Ngọc mấy câu. Thúy Ngọc vội vàng ra ngoài theo cửa sau lão phu nhân cười lạnh vài tiếng nói an thân vương người vô cớ bao vây tấn công tướng phủ nếu hôm nay ngươi không nói ra được nguyên nhân cho dù lão thân có phải liều cái mạng này cũng sẽ phải phân cao thấp với ngươi đến cùng an thân vương thúc ngựa đến gân gương mặt anh tuấn phủ một lớp xương lạnh gọi hạ hòe quân ra an thân vương người đừng vội khinh người quá đáng đôi môi mỏng của hắn cười lạnh tay nâng lên lên một nhóm cung tiến thủ nhảy lên tường vây, mùi dâu hỏa sộc vào mũi của lão phu nhân. Không ngờ mũi tên đều tẩm dầu hỏa. Bản vương nói lại lần nữa, gọi hạ hòe quân ra an thân vương tức giận tới mức nghi tâm khẽ giật, lạnh giọng nói. Lão phu nhân nhìn thấy an thân vương bất chấp tất cả như vậy, trong lòng lại mơ hồ có chút sợ hãi, nhưng không tin ông ta dám châm lửa đốt tướng phủ ngay giữa ban ngày ban mặt, còn ở trước mặt nhiều người như vậy. Bà ta miệng hùng gan sứa nói, hắn đang không thoải mái, người có gì cứ nói với lão thân. Bây giờ, tướng phủ này vẫn do lão thân làm chủ. An thân vương không hề chớp mắt, giơ tay lên, cung tiến thủ đốt mũi tên, bắn về phía tướng phủ giống như mưa lửa. Cùng lúc đó, mấy người áo đen lướt qua không trung của tướng phủ, xông vào hạ trí Uyển đưa người trong hạ trí huyến đi. Lão phu nhân làm sao có thể ngăn cản được, dưới đội quân tinh nhuệ của An thân vương, sự lưu lĩnh của bà ta trông vô cùng nực cười. An Thân Vương tiến quân thần tốc, đi tới trong phòng của hạ thừa tướng. Ông ta ở một mình trong đó gần một khắc, bên trong lại truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Người của tướng phủ đều không dám tiến vào trong, lão phu nhân bị chặn ở bên ngoài, lửa vẫn thiêu đốt hừng hực. Thúy Ngọc cô cô đi tìm Lễ Thân Vương, lão phu nhân cũng thông minh, không đi tìm Lương thái phó mà tìm Lễ Thân Vương. Lễ Thân Vương coi trọng lễ giáo của hoàng gia, hắn ta nhất định sẽ không tha cho sự càn quấy của An Thân Vương hôm nay nhưng Thúy Ngọc Cô Cô đi tới lễ thân vương phủ, vừa vặn Trần Thái Quân cũng đang ở đó. Lễ thân vương muốn đi, Trần Thái Quân cản lại, đây là ân oán cá nhân của người ta, người qua hỏi nhiều như vậy làm gì. Lễ thân vương khẽ run lên, nhìn về phía Trần Thái Quân, nghe cao kiến của bà ta. Hạ thừa tướng cùng an thân vương đã có oán hận tích tụ từ lâu, bởi vì một đan thanh huyện chúa mà đốt tướng phủ, dĩ nhiên là lỗi của hắn. Nhưng nếu không phải bị ép đến đường cùng, hắn sẽ làm như vậy sao? Tướng phủ lén sai người tới tìm ngươi là không thích hợp. Bà ta đáng lẽ phải đi báo quan, để cho quan phủ tới xử lý. Lễ thân vương cảm thấy có lý, lại đuổi Thúy Ngọc cô cô đi. Trần Thái Quân khẽ thở dài, thật ra lão thân cảm thấy nửa khen nửa chê đan thanh huyện chúa này. Nàng ta là người có tài văn chương, cũng thông minh, nhưng chỉ là quá mức tự tôn, không muốn hạ thấp tư thế đấu với tướng phủ. Hạ thương mai sống 16 năm bi thảm, một nửa cũng là do nàng ta tạo thành. Bây giờ hạ thương mai cứng rắn lên, nàng ta vẫn còn nửa nóng nửa lạnh như vậy, tuy cũng làm mấy chuyện khiến người ta sảng khoái, nhưng không đủ, còn xa mới đủ. Thật ra nàng ta biết, lấy sức ảnh hưởng của nàng ta, lấy tài trí thông minh của nàng ta, muốn đối phó với lão phu nhân thậm chí hạ thừa tướng đều dư sức, nhưng nàng ta chưa từng làm, cũng không đi nhờ người khác. Nàng ta cảm thấy làm vậy là tổn hại tới nhân cách. Nàng ta quá mức thanh cao rồi có đôi khi có người bằng lòng bảo bọc cũng là bản lĩnh của nàng ta. Nàng ta không dùng tới loại bản lĩnh này, có kết quả như ngày hôm nay cũng xem như là trừng phạt đối với nàng ta. Lễ thân vương gật đầu, đúng vậy, nhưng bản vương không có hứng thú với những điều này, cũng không hiểu được tại sao lão nhị lại thích con thỏ như liên thúy ngữ. Không có mấy người thích hổ, vương ra là một ngoại lệ chân thái quân cười liếc mắt nhìn hắn ta. Bản vương ngược lại cảm thấy phụ nữ phải mạnh mẽ một chút mới tốt, bị người ta bắt nạt đến trước mặt, còn một mực lùi bước thì thật sự chẳng thú vị gì nữa. Trân Thái Quân nói, người có tính cách như Liên Thúy Ngữ, chỉ có gả đúng người mới hạnh phúc. Nếu trước đây gả cho An Thân Vương, An Thân Vương nâng nàng ta trong lòng bàn tay, để cho nàng ta tùy ý sống cuộc sống mình muốn, vậy cũng sẽ là một nhân duyên mỹ mãn. Lễ Thân Vương ngẫm nghĩ một lát rồi nói, người cảm thấy lần này Liên Thúy Ngữ có khả năng cố ý bị đánh không? Cố ý à, lão thái quân trầm ngâm suy nghĩ cái này lão thân thật ra chưa từng nghĩ tới lễ thân vương lắc đầu nếu nàng ta cố ý vậy nhất định còn có chiêu phía sau hoặc khiến lão nhị gây âm như vậy cũng là một phần kế hoạch của nàng ta trần thái quân thấy suy nghĩ của lễ thân vương cũng có khả năng dù sao liên thúy ngữ cũng sẽ không đến mức nhu nhược tới mức bị đánh thành như vậy hơn nữa trước khi người của bà ta đi qua tướng phủ từng phát hiện ở tướng phủ có ám vệ tạm thời suy đoán những ám vệ này là do Hạ Thương Mai thu xếp tới bảo vệ cho Liên Thúy Ngữ. Nhưng khi Liên Thúy Ngữ bị đánh, những ám vệ này lại không xuất hiện. Liên Thúy Ngữ bị người của An Thân Vương đưa đi, thu xếp ở Liên Phủ. Đầu Liên Thúy Ngữ từng bị nước sôi sối vào, sưng đỏ phồng rộp. Có nhiều chỗ nghiêm trọng tới mức tóc bị rụng, vết thương ở chán đã nhiễm trùng. Dù ma ma đỡ bà ta ngồi xuống, Liên Thúy Ngữ nói, gọi Phan Đan vào đi su ma ma tức giận nói còn gọi hắn tới làm gì chứ nếu hắn không bỏ đi vào ngày đó huyện chúa cũng không đến mức bị đánh thảm đến như vậy trên mặt liên thúy ngữ thoáng mỉm cười đi đi bảo hắn tiến vào su ma ma thấy bà ta cố chấp như vậy chỉ đành phải đi ra ngoài gọi phan đan phan đan tiến đến chắp tay nói huyện chúa ừ bên phía ôn tiên sinh đã viết xong rồi chứ liên thúy ngữ hỏi hồi bẩm huyện chúa thuộc hạ đã báo cho ôn tiên sinh biết chuyện xảy ra hôm qua ôn tiên sinh cũng lập tức viết xong thuộc hạ nghe nói sáng sớm hôm nay lại phát ra ngoài rất nhanh thôi tất cả mọi người trong kinh đều sẽ biết là thừa tướng trong chiều ra tay độc ác đánh huyện chúa chắc hẳn trong vòng một ngày điểm chú ý của dân chúng sẽ rời đi không một mực chú ý vào đại tiểu thư nữa liên thúy ngữ gật đầu ừ vậy là tốt rồi chỉ cần dân chúng không gây áp lực cho triều đình vương gia lại có thể kéo dài thêm mấy ngày. Hôm nay an thân vương làm ẩm ý như vậy, tướng phủ cũng rơi vào trong cảnh nước sôi lửa bỏng, không rảnh đuổi theo giết thương mai. Phan Đan mỉm cười, không sai, giống như huyện chúa đã dự đoán, bây giờ tướng phủ Úc còn không mang nổi mình ốc, sao có thể còn phân thân đuổi theo giết đại tiểu thư được. Dù ma ma ở bên cạnh nghe đến hồ đồ, nghi ngờ nhìn Phan Đan, lại nhìn liên thúy ngữ có chuyện gì vậy. Phan Đan mỉm cười nói, ma ma, hôm qua hạ thừa tướng tìm đến thuộc hạ, có cho thuộc hạ một khoản bạc, bảo thuộc hạ tạm thời tránh đi một lát, huyện chúa đã biết hắn có ý định ác độc. chương 285, lời đồn nổi lên bốn phía. Dù ma ma a một tiếng, kinh ngạc nhìn về phía liên thúy ngữ, huyện chúa cố ý để hắn đánh sao. Một chiêu khổ nhục kế này không thể không dùng, nếu không phải nhờ vậy sẽ không có cách nào rời đi những lời nói xấu của mọi người đối với thương mai, tướng phủ còn có thể truyền ra những lời ác độc trải qua lần này bây giờ người của tướng phủ nói gì cũng sẽ không có ai tin nữ gương mặt liên thúy ngữ bình tĩnh nói dường như chưa từng trải qua đợt hành hùng này suma ma nhìn phan đan nhớ tới những lời hắn ta từng nói ngày hôm qua vẫn cảm thấy có phân không tin hắn ta sao ngươi lại bằng lòng giúp đỡ huyện chúa phan đan nói liên đại học sĩ có ơn đối với phan gia ta phan gia không quên ơn này hắn ta chắp tay nói tiếp ngày hôm qua hạ thừa tướng đi rồi còn có người theo dõi Hạ Chí Uyển, cho nên ta không thể không nói những lời đó với Mama, mong Mama đừng để bụng. Nhưng những lời này cũng là lời thật lòng. Hoàng hậu nương nương quả thật đã nghi ngờ Mama, Mama nên tự mình xem mà làm. Phan Đan nói xong lại ra ngoài. Hắn ta chỉ giúp một lần như thế, xem như trả lại ân huệ của liên đại học sĩ đôi với Phan Gia. Hắn ta là người của Hoàng hậu, việc ra cung vào phủ đều có nhiệm vụ của hắn ta. Dù Mama ngồi xuống, nhìn liên thúy ngữ có chút mất hứng, huyện chúa đáng lẽ phải nói với nô tỳ một tiếng trước, làm hại nô tỳ lo lắng suốt ruột. Liên thúy ngữ nhìn bà ta, khẽ nói, xin lỗi, đã hại ma ma phải lo lắng rồi sau khi trải qua cực khổ của trần thế, người ta rất dễ xúc động trước chân tình. Dù ma ma khổ sở nói, huyện chúa không cần xin lỗi, nô tỳ chẳng qua cảm thấy huyện chúa không nhất thiết phải làm khổ chính mình như vậy. Liên Thúy Ngữ khẽ thở dài nói, ta hiểu rõ hạ hòe quân, cũng biết lão phu nhân. Hoàng Thái Hậu cho bọn họ hai ngày để tìm về thương mai, hắn nhất định sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Hướng đi của thương mai lại không khó suy đoán. Một khi bị bọn họ biết hướng đi của thương mai, nhất định sẽ phái sát thủ đuổi theo chặn giết, cộng thêm dân chúng trong kinh bây giờ đang sôi nổi bàn tán, cũng sẽ gây ra áp lực nhất định đối với vương gia. Bởi vì dư luận ảnh hưởng trực tiếp đến triều chính, Hoàng Thái Hậu không thể không để ý tới tiếng nói trong dân gian, dân chúng trong kinh truy đuổi những vụ tai tiếng không ngừng, lại giống như mèo người thấy mùi cá tanh. Tuy khủng hoảng của căn bệnh cương thi vẫn còn, nhưng ít nhiều có thể rời sự chú ý, giảm bớt lời đồn đại vô căn cứ làm tổn thương tới thương mai, đồng thời cũng có thể làm cho vương gia có thể tách ra, làm chuyện hắn cần làm. Hơn nữa, nếu không làm vậy, sao có thể khiến một số người căm phẫn? Ví dụ như An Thân Vương, ví dụ như Ôn Tiên Sinh, ví dụ như rất nhiều học giả đã từng hâm mộ danh tiếng cả bà ta gần như những thứ bọn họ viết ra đều có quyền uy, không mấy người sẽ nghi ngờ. Mà tất cả chi tiết đều do Phan Đan nói ra, bao gồm của lời nói chuyện trong đó. Bà ta hiểu rất rõ, muốn đối phó với người có quyền thế, ngòi bút có đôi còn sắc bén hơn cả kiểm. Quả nhiên không tới ba ngày, chuyện hạ thừa tướng tàn nhẫn đánh phu nhân đã hòa ly là đan thanh huyện chúa lại nhanh chóng chuyên ra khắp kinh thành. Điều này đã gây ra ảnh hưởng giống như động đất những lời đồn đại trước đó có liên quan tới Hạ Thương Mai cũng thay đổi ngược lại. Rất nhiều người thậm chí nói Hạ Thương Mai mất tích thật ra là bị phụ thân Hạ thừa tướng bắt đi. Bây giờ đã có người đi vào nghĩ cách cứu giúp, chắc hẳn không mấy ngày lại có thể cứu được về. Lời đồn đại vô căn cứ trong dân gian được phản hồi trở lại trong tai Hoàng Thái hậu. Lương Thái phó vào cung xin ý chỉ đốt thôn của Hoàng Thái hậu, lại không tìm được lý do chính đáng hoàng thái hậu trách ngược lại một câu ai ra nghe nói dân chúng trong kinh đều đang đợi hạ thương mai trở về dân chúng cũng bằng lòng tin tưởng nàng ta như vậy chẳng lẽ ai ra và thái phó lại không thể làm được sao lương thái phó đúng là hận chết hạ thừa tướng vào thời điểm quan trọng lại để xảy ra chuyện này đã hoàn toàn chuyển rời tầm mắt của dân chúng còn làm cho hạ thương mai một lần nữa được dân chúng thổi phồng lên với phong thái của người bị hại triều đình không thể chặn lại tiếng nói trong dân gian ông ta cũng không có cách nào tấu lên nữa. Lời đồn đại càng thêm lợi hại, ở trong các loại lời đồn đại đó lại xuất hiện một câu hỏi. Đó chính là, tại sao đường đường là thừa tướng nhất phẩm lại muốn đánh thậm tệ người vợ sau khi hòa ly còn được phong làm huyện chúa? Hơn nữa chuyện này còn khiến an thân vương phải ra tay. Cũng không thể nói trong này có tình hình dèm pha gì, bởi vì người ta đã hòa ly rồi. Mọi người đều có thừa suy đoán, có người lớn mật đoán Hạ thừa tướng làm vậy là vì Đan Thanh huyện chúa biết một bí mật động trời của ông ta. Bí mật động trời này có liên quan rất lớn đến bệnh cương thi hiện đang bùng phát. Suy đoán này vừa ra, dân chúng phát huy sức tưởng tượng vô hạn, cũng bắt đầu liên tưởng tới sự mất tích của Hạ Thương Mai. Bệnh cương thi là kiệt tác của tướng phủ, Hạ Thương Mai phản bội tướng phủ, muốn tìm ra phương thuốc, cho nên bị người của tướng phủ truy sát. Liên Thúy ngữ nóng lòng muốn cứu con gái đã vạch trần âm mưu của thừa tướng, suýt nữa bị thừa tướng diệt khẩu, may mắn được An Thân Vương cứu giúp. Tất nhiên các lời đồn đại và suy đoán trong dân gian đều có người cố ý dẫn dắt. Những điều đó đều là do Đan Thanh huyện chúa sắp xếp. Dưới những lời đồn đại đó, lão phu nhân bị ép phải tìm đến Quý Thái phi. Quý Thái phi nói cho bà ta biết, Hạ Thương Mai đang ở đảo người điên, hơn nữa đã tìm được phương thuốc, đang nghiên cứu chế tạo thuốc giải. Lão phu nhân nhận được tin tức thì vô cùng kinh ngạc, còn hạ quyết tâm bỏ ra số tiền lớn để thu mua người trong trốn giang hồ, muốn lấy tính mạng của Hạ Thương Mai. Nếu không thể lấy tính mạng của cô, cũng phải phá hỏng thuốc của cô. Mà sau khi người của lão phu nhân xuất phát, Nhiếp Chính Vương sai người truyền ra tin tức, nói Hạ Thương Mai đã tìm được phương thuốc ở đảo người điên, nhưng có sát thủ các đường đang chờ Hạ Thương Mai. Tin tức này cũng là quả bom nặng ký thứ hai. Trong kinh từng có nghìn người bị bệnh cương thi, những người nhà của người bệnh cương thi muốn bảo đảm Hạ Thương Mai có thể thuận lợi về kinh, cuối cùng đều xông tới trấn Quý Xuân, muốn hộ tống Hạ Thương Mai về kinh. Ngoại trừ người thân của những bệnh nhân mắc bệnh cương thi, còn có rất nhiều dân chúng trong lòng căm phẫn và vài cao thủ có lòng hiệp nghĩa đều lao tới trấn Quý Xuân. Thuyền biển ở bên trấn Quý Xuân đều bị các nhân sĩ chính nghĩa thuê hết mà những người dân đánh cá ở Trấn Quý Xuân cũng một mực vượt biển đến đảo người điên bên kia để tiếp ứng hạ thương mai. Cùng lúc đó, lão đại Tàu Bang hạ lệnh cho tất cả đệ tử Tàu Bang ở Quý Xuân ngừng kinh doanh trong mấy ngày này, chỉ ở bên bờ biển Quý Xuân canh giữ, chờ tiếp ứng hạ thương mai trở về. Lực lượng dân chúng rất mạnh, ít nhất đã cản bước chân của một số người, đó chính là người Quý Thái Phi. Bà ta có dã tâm, cơ hội giết hạ thương mai còn rất nhiều, không đáng để lộ bản thân mình quá sớm hơn nữa bà ta không ra tay thì lão phu nhân vẫn sẽ ra tay có thể nói liên thúy ngữ chịu trận đánh tàn nhẫn này đã hoàn toàn thay đổi cục diện trong kinh thương mai vẫn rời kinh thành đi tới đảo người điên trước ít nhất dân chúng vẫn có mong đợi rất cao đối với cô liên thúy ngữ đạo diễn chuyện này chính là cọng rơm cuối cùng đè lên tướng phủ từ tháng năm tới nay tướng phủ không ngừng xảy ra chuyện bê bối ban đầu là hạ thương mai từ hôn và chống lại tướng phủ trở thành cô gái điêu ngoa, độc ác, mất hết đạo đức trong miệng của mọi người, đến bây giờ tình hình hoàn toàn xoay chuyển. Bộ mặt xấu xa của hạ thừa tướng cùng lão phu nhân dân dân hiện ra, đến giờ đã hoàn toàn bị lộ. Ngược đãi phụ nữ là hành vi rất vô đạo đức, chỉ cần là người nói chuyện với kẻ vô đạo đức, lại sẽ trở thành người vô đạo đức. Điều này thậm chí cũng không giống với giết người phóng hỏa, bởi vì sau khi giết người phóng hỏa còn có thể cái chảy cái cối ra mấy lý do. Nhưng hành hung một người phụ nữ tay chói gà không chặt, mà lại là người vợ trước đã hòa ly với ông ta, thật sự đã làm giảm khí phách của người đàn ông. Không có gì có thể giải thích được cả. Cho nên văn võ toàn triều, bao gồm cả người của hạ thừa tướng đều không có ai đứng ra giải thích giúp ông ta nửa câu. Uy lực của lời đồn đại này rất lợi hại, cho dù phần lớn tướng phủ bị đốt, ông ta lại không bước chân ra khỏi phủ nửa bước. Thứ nhất là vì vết thương thứ hai là vì ông ta không có cách nào đối mặt với sự xem thường của những người khác. Mà vào lúc này, hoàng hậu lại hạ chỉ, vì hạ oanh nhiễm không đủ đức hạnh đã không có cách nào xứng đôi với thái tử nên hủy bỏ hôn sự. Bên phía lâm gia cũng đến đây từ hôn, trong miệng đương nhiên nói là lâm gia không xứng với tướng gia, nhưng lão phu nhân biết là bọn họ chê tướng phủ. Lão phu nhân hiểu rõ vận mệnh của tướng phủ đã hết. Đã đến tình trạng này, Điều duy nhất bà ta có thể làm là giết chết Hạ Thương Mai, giết chết Liên Thúy Ngữ, giết chết hai người này thì tướng phủ có lẽ còn có một con đường sống. Giết hai người này, tất cả thị phi đều sẽ dừng lại, người trên thế gian đều rất dễ quên. Qua mấy năm nữa, sẽ không có ai còn nhớ tới chuyện này nữa. Ông ta không có con, nhưng có thể nhận con thừa tự từ chỉ thứ hai. Chỉ có điều vinh quang của tướng phủ không thể mất được. Trong giây lát, mọi ánh mắt đều tập trung vào Trấn Quý Xuân audio điện tử võ tấn bền hết tập 19